Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1281, Kiếm thần vương. Ông ta không ngu, ông ta biết, nhân loại kia với cô bé này chắc chắn không phải người bình thường. Lúc này mà còn muốn tiếp tục đối cứng thì không thông minh lắm. Phải biết rằng, thần tộc bây giờ đã không còn là thần tộc năm đó, rất nhiều lúc phải biết lùi một bước. Liên Loan Nhi liếc mắt nhìn ma sư, không nói gì. Thật ra lần này nàng ta cũng hy vọng thần tộc có thể thay đổi tốt lên. Mà muốn thay đổi thần tộc, nhất định phải có thủ đoạn lôi đình. Nếu không cả đời này thần tộc cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn như hiện nay thôi. Trước pho tượng, quanh thân Diệp Huyên không biết từ khi nào đã xuất hiện một vài luồng khí màu đỏ máu, lúc này đây, trên người hắn tản ra hơi thở còn tàn ác hơn cả lực lượng ma kha. Thần huyết công, thật ra là một loại tà công. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn, đồng tử ma kha đã biến thành màu đỏ. Diệp Huyên đứng dậy, vừa đứng lên, luồng khí tức như huyết dịch quanh người hắn cũng lưu động theo. Lúc này, thần vương nhẹ giọng nói, ngươi đã luyện thành thần huyết công này, bây giờ ngươi đã có năng lực quản lý tuyệt đối với máu tươi, ngươi có thể vận dụng chúng nó, hoặc hấp thu chúng nó, thế nhưng phải nhớ kỹ, đừng dễ sa vào trạng thái khát máu, bởi vì thân thể ngươi bây giờ không phải quá mạnh mẽ. Một khi rơi vào trạng thái khát máu, thân thể ngươi khó chịu đựng được sức mạnh huyết dịch ngụ ở trong đấy. Diệp Huyên thi lễ với thần vương, đa tạ tiền bối. Thần vương nói, không cần cảm ơn ta cũng là có tư tâm. Bây giờ trong cơ thể ngươi coi như đã có máu của thần tộc ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt thần tộc tiếp tục phát triển. Diệp Huyên vội vàng nói, kính xin tiền bối giải đáp nghi hoặc. Thần vương nhìn kiếm thần hoàng trong tay, kiếm này được thần hoàng đời đầu của thần tộc ta tạo nên, lưỡi kiếm được dùng hoàng kim thần long và sắt sao lam tinh tạo thành, chuôi được đúc từ ánh sáng của sao trời trăng. Mà vỏ kiếm thì được máu của hoàng kim thần long hun nên, còn hồn thì. Nói đến đây, tay phải ông ấy nhẹ nhàng búng lên kiếm thần hoàng. Bù! Chương 1282, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Một tiếng kiếm ngân vang vọng lên trời, một khắc sau, dưới ánh nhìn của Diệp Huyên, thanh kiếm kia hóa thành một luồng kiếm quang bay vào không trung, nháy mắt sau, một con cự long màu vàng dài ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời. Cự long màu vàng nhìn xuống dưới, khinh thường tất cả. Diệp Huyên. Thần vương nhẹ giọng nói, hồn của nó là long hồn của Hoàng Kim Thần Long, mà Hoàng Kim Thần Long này từng là thần thú canh giữ đời đầu của thần tộc ta. Nói đến đây, ông ấy nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ, người chính là chủ nhân của nó. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, nó có thể thần phục ta không? Thần vương lắc đầu, không thể. Trách nhiệm của nó là canh giữ thần tộc ta, mà ngươi lại gánh vác trách nhiệm phục hưng thần tộc, bởi vậy nó chỉ có thể giúp đỡ ngươi hết lòng. Có nó giúp đỡ, ngày sau gặp phải kẻ địch là yêu thú, nó có thể dùng huyết thống của mình áp chế đối phương ngay lập tức. Nếu gặp phải long tộc, chỉ cần đối phương không đạt đến được cấp bậc hoàng kim thần long, nó có thể dễ dàng nghiền ép huyết thống của đối phương. Đối với long tộc có huyết thống thấp hơn nó, trời sinh đã bị nó áp chế. Nói đến đây, ông ấy như nhớ ra điều gì rồi nghiêm giọng nói, thiên địa rộng lớn, vô cùng vô tận, cho dù là Hoàng Kim Thần Long cũng không phải là giống loài đứng đầu. Tất nhiên, trong nhận thức của ta, cũng chỉ biết có rất ít yêu thú có thể đè ép huyết thống của nó, mà những yêu thú này năm ấy cũng đã trở thành truyền thuyết rồi, cho dù là ta cũng chưa từng gặp lần nào. Mà ở thời đại này, yêu thú có thể áp chế huyết thống Hoàng Kim Thần Long, không thể nói là không có, nhưng chắc chắn là rất ít. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Nói xong, hắn phẩy tay phải lên, cự long màu vàng kia từ không trung đáp xuống, long uy cường đại như muốn nghiền nát mảnh đất dưới chân nó. Mạnh. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên, long uy của Hoàng Kim Thần Long này mạnh hơn kiếm thế của hắn rất nhiều lần. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Hoàng Kim Thần Long, mặt không tỏ vẻ gì, cũng không thánh né. Cho dù cỗ long uy này khiến hắn cảm thấy không thể thở nổi, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ lại. Lúc này, Hoàng Kim Thần Long đi đến trước đỉnh đầu Diệp Huyên, đúng lúc này, nó chợt biến thành một thanh kiếm, cuối cùng vững vàng lơ lửng ở trước mặt Diệp Huyên. Đây chính là cảm giác bây giờ của hắn.
Kiếm tốt. Diệp Huyên không nhịn được nở một nụ cười sáng lạn. Mà lúc này, thần vương lại nói, người biết cái mạnh mẽ chân chính của kiếm này không? Chương 1283, là sức mạnh của rồng sao? Diệp Huyên nhìn về phía thần vương, ông ấy nhẹ giọng nói, hồn của Hoàng Kim Thần Long. Lực của Hoàng Kim Thần Long. Diệp Huyên có chút không hiểu. Thần vương cười nói, nhập hồn. Thần vương vừa dứt lời, Hoàng Kim Thần Long đột nhiên tiến vào giữa lông mày Diệp Huyên, nháy mắt, cả người Diệp Huyên bùng nổ một luồng hơi thở mạnh mẽ. Lúc này đây, trong cơ thể hắn chứa hồn của một con rồng. Diệp Huyên đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, phía sau hắn, một con cự long màu vàng lặng yên xuất hiện. Trước mặt Diệp Huyên, thần vương nói, bây giờ linh hồn của ngươi đã kết hợp với long hồn. Linh hồn của ngươi đã mạnh mẽ hơn trước đây ít nhất mấy chục lần, có thể nói, ngươi bây giờ căn bản đã miễn dịch với pháp thuật về tinh thần lực và linh hồn. Ngoài ra, có long hồn củng cố, lúc ngươi triển khai pháp thuật hoặc kiếm kỹ, cũng sẽ mạnh lên mấy lần, bây giờ ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, hắn cảm giác thần thức của mình có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ ở trong vòng ngàn dặm xung quanh, cho dù là một con kiến trên mặt đất. Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Như nhớ đến điều gì đó, Diệp Huyên hơi suy nghĩ, trong chốc lát, bên ngoài ngàn dặm, một cái cây cao bị một tia kiếm quang xuyên qua. Một khắc đi được ngàn dặm. Giờ phút này đây, trong lòng Diệp Huyên có chút chấn động. Sau khi có long hồn này, có thể nói bây giờ hắn đã có thể lấy được đầu của kẻ thù trong vòng ngàn dặm xung quanh chỉ với một chớp mắt. Long hồn này thật sự quá mức khủng bố. Nhất là nếu thêm kiếm chấn hồn vào, bây giờ hắn hoàn toàn chắc chắn có thể giết một cường giả tạo hóa cảnh trong chớp mắt. Diệp Huyên vội vàng hỏi, là sức mạnh của rồng sao? Thần vương gật đầu, trong kiếm này có Hoàng Kim Thần Long chi lực, lực lượng này năm đó chỉ dùng để củng cố thân kiếm và cán kiếm, ngươi cũng có thể nắm giữ sức mạnh này không hề yếu hơn Tu La chi lực. Thân thể ngươi cũng không thể chịu đựng quá lâu. Thân thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1284, Diệp Huyên có chút chờ mong. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta phải làm sao để tăng cường thân thể. Thần vương trầm mặc một chốc, sau đó nói, muốn tăng cường thân thể, ngươi phải đến một chỗ. Diệp Huyên vội hỏi, nơi nào? Thần vương nhẹ giọng nói, cổ ma tộc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cổ ma tộc. Thần vương khẽ gật đầu, năm đó, cổ ma tộc chỉ là một nhánh của thần tộc và minh tộc, thứ bọn họ mạnh nhất chính là thân thể, phương pháp tu luyện cơ thể của bọn họ rất đáng gờm. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta phải đến cổ ma tộc sao? Thần vương gật đầu, bây giờ cổ ma tộc hẳn cũng đã sa sút, nhưng không biết đã bị diệt hay chưa? Nếu như chưa, người có thể đến thử vận, còn có lấy được truyền thừa phương pháp tu luyện thân thể của bọn họ hay không thì phải xem vận may của ngươi rồi. Diệp Huyên gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, cũng phải thử đã. Thần vương nói, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Nhớ kỹ, đừng quên lời ngươi đã đồng ý với ta. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Làm người phải nói lời giữ lấy lời. Diệp Huyên hắn nếu đã nhận lợi ích từ người khác, tất nhiên cũng phải cố hết sức hoàn thành nguyện vọng của họ. Thần vương gật đầu, đi đi. Diệp Huyên ôm quyền, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng không bao lâu sau, hắn đột nhiên trở lại trước mặt thần vương, à mà. Tiền bối, làm sao để ra ngoài đây? Thần vương vung tay phải lên, trong nháy mắt, Diệp Huyên đã biến mất không thấy đâu. Diệp Huyên vừa mới biến mất, thần vương như nhớ đến điều gì, ông ấy khẽ nhíu mày lại, thần vương tỏa kia. Thần vương tỏa. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Liên Loan Nhi ngây người, sau đó vẻ mặt trở nên hơi phức tạp. Thông qua, chương 1285, chứng minh cho lão phu xem. Một nhân loại thông qua thí luyện khó khăn nhất của thần tộc. Diệp Huyên đưa mắt nhìn bốn phía, xảy ra chuyện gì rồi? Liên Loan Nhi hồi thần lại, lắc đầu, cô bé kia của ngươi làm đấy. Cô bé. Diệp Huyên hơi run, chẳng mấy chốc hắn đã biết Liên Loan Nhi nói tới ai rồi. Tiểu Linh Nhi.
Sao con bé lại chạy ra? Lúc này, Đế Khuyển nói, con bé đi tìm ngươi. Con bé cầm theo thanh kiếm rượt đuổi cái ghế kia suốt 2 canh giờ. Nói đến đây, nó nhìn về phía Diệp Huyên, hình như bây giờ nó biết mình đánh nhau giỏi lắm rồi, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút. Diệp Huyên. Lúc này, Ma Sư ở cách đó không xa đột nhiên nói, ta không tin ngươi đã thông qua thí luyện của thần tộc ta. Diệp Huyên nhìn về phía Ma Sư, ngươi là. Liên Loan Nhi nói, trưởng lão truyền công của thần tộc ta. Ồ. Diệp Huyên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ma Sư, cần ta chứng minh với ông không? Ma Sư nhìn Diệp Huyên, chứng minh cho lão phu xem. Diệp Huyên cười nói, được thôi. Nói xong, hắn xòe lòng bàn tay ra, kiếm thần hoàng xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy kiếm thần hoàng, sắc mặt của tất cả cường giả thần tộc đều lập tức thay đổi. Diệp Huyên nhìn về phía thần vương tọa kia cũng không bỏ trốn, hắn đi tới trước mặt nó rồi nhẹ giọng nói, nếu ngươi không muốn theo ta thì có thể rời đi. Tất nhiên hắn muốn lấy được thần vương tọa này, dù sao đây cũng là thần khí cấp bậc đạo cảnh. Thế nhưng hắn biết, vũ khí cấp bậc này không phải hắn ép buộc là được, nếu không một khi đối phương phản phệ lại, hắn chết như nào cũng không biết chừng. Chương 1286, người dám giết người. Thần vương tọa kia không trả lời. Diệp Huyên cười nói, ngươi không nói gì thì coi như ngươi đồng ý theo ta đấy nhé. Nói xong, hắn lập tức thu thần vương tọa vào trong tháp giới ngục. Trong tháp giới ngục, Tiểu Linh Nhi đang ôm hộp nói thầm đột nhiên xoay người lại, khi thấy tháp giới ngục, sắc mặt cô bé thay đổi, một khắc sau, cô bé vội chạy ra ngoài, nhưng chẳng mấy chốc đã chạy về lại. Nhưng lần này trong tay cô bé đã có thêm một thanh kiếm. Thần vương tỏa. Ở ngoài tháp giới ngục. Cũng không lâu lắm, Liên Loan Nhi đã dẫn một đám người đến trước mặt Diệp Huyên. Khoảng chừng 10.000 người, già trẻ đều có. Tất cả mọi người thần tộc đều nhìn Diệp Huyên, mà trong mắt rất nhiều người đều không thèm che giấu vẻ khinh thường. Thấy cảnh này, Đế Khuyển ở bên lắc đầu. Làm người, có thể cao ngạo. Chỉ cần ngươi có thực lực thì có ngửa mặt song song với trời cũng được. Nhưng nếu không có thực lực mà còn kiêu ngạo, thì đó chính là ngu xuẩn, nhất là dám cao ngạo trước mặt người lợi hại hơn ngươi. Chị! Đế Khuyển biết, nhất định phải hung hăng trị lại thần tộc này, chỉ có thế thần tộc mới còn có chút hy vọng. Diệp Huyên nhìn mọi người một lát, sau đó nói, ta là nhân loại. Nghe vậy, xung quanh xôn xao lên. Trong đó, rất nhiều thần tộc đã không thèm che đậy sự khinh thường tràn ngập trong đáy mắt. Diệp Huyên nhếch miệng nở nụ cười, thế nhưng bây giờ, ta là vương của thần tộc các người. Dựa vào đâu? Lúc này, một người đàn ông thần tộc bước ra, gã lạnh lùng nhìn Diệp Huyên rồi khinh thường nói, một mình nhân loại ngươi dựa vào đâu mà làm vương của thần tộc chúng ta? Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông, ta biết, các ngươi xem thường nhân loại. Ta nói cho mọi người biết, ta không muốn giết gà dọa khỉ, cũng không muốn giết người lập uy. Nhưng nếu đó là điều cần thiết, ta sẽ làm thế. Vì vậy, ở trước mặt ta, các ngươi tốt nhất biết điều một chút đi, nếu không. Người đàn ông cười khẩy, nếu không thì sao, ngươi. Đúng lúc này, giọng nói của gã chợt im bặt, một khắc sau, đầu gã rơi xuống. Máu tươi bắn ra như suối. Mọi người. Diệp Huyên cười nói, còn người nào không? Yên tâm đi, một chiêu kiếm hạ xuống. Bảo đảm chết không đau đớn. Ở xung quanh, tất cả cường giả thần tộc đều căm tức nhìn Diệp Huyên, nhưng chẳng ai dám nói gì. Chương 1287, nhưng ngươi không phải thần tộc. Diệp Huyên đi đến trước mặt đám người thần tộc kia, lắc đầu, các ngươi rất yếu, thật sự rất yếu. Yếu thì thôi đi, còn ngạo mạn, xem thường nhân loại. Ta hỏi các ngươi có tư cách gì để xem thường nhân loại? Có biết không? Bây giờ ngoài nhân loại ra, cũng có rất nhiều thế lực có thể diệt gọn các ngươi. Nói xong, hắn chỉ vào một gã thần tộc đang phẫn hận ở trước mặt, trong mắt ngươi quả là đang xem thường ta, còn có cả sát ý, nhưng ngươi làm gì được không? Phẫn nộ là biểu hiện của một kẻ bất tài. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người thần tộc ở xung quanh, trước mặt ta, các ngươi không có tư cách để kiêu ngạo. Nếu có, xin hãy đánh ta đi,
dùng hành động thực tế để chứng minh đi, chứ đừng như bây giờ, chỉ có thể căm hận nhìn ta. Lúc này, một bé gái đi ra, cô bé không lớn tuổi lắm, chừng 14-15, trông rất xinh đẹp. Phải nói là con gái thần tộc đều rất đẹp. Cô bé nhìn Diệp Huyên, nhân loại, ngươi rất mạnh mẽ, mạnh hơn tất cả chúng ta, nhưng ngươi là nhân loại, chúng ta là thần tộc, chúng ta không cần nhân loại đến hô tay múa chân với chúng ta. Diệp Huyên đi đến phía cô bé, đám cường giả thần tộc đều biến sắc, lũ lượt che chắn ở trước mặt cô bé. Lúc này, cô bé đi ra, không cần đâu, ta không sợ hắn. Nói xong, cô bé cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, trong mắt không hề có tia sợ hãi nào. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô bé, cười nói, nếu ta thích, ta có thể giết sạch các ngươi ngay bây giờ. Nói xong, hắn khẽ bẹo má cô bé nọ, muội xem đi, ta có thể thích gì làm nấy. Ở bên cạnh, đám cường giả thần tộc kia rất phẫn nộ, một ông lão trong đó định ra tay, nhưng chưa kịp làm gì thì đã có một tia kiếm quang chĩa vào giữa lông mày lão. Ngay lập tức, không còn ai dám động đậy nữa. Cô bé nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cứ nhìn như thế thôi. Diệp Huyên cười nói, muội hiểu chưa? Lúc này, cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, người muốn làm vương của thần tộc chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô bé nói, nhưng ngươi không phải thần tộc. Diệp Huyên cười, sau đó nói, vậy ta hỏi mọi người muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn như thế này, hay là muốn phục hưng thần tộc? Chương 1288, phục hưng thần tộc. Cô bé nhìn Diệp Huyên, phục hưng thần tộc. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu muốn phục hưng thần tộc, nhất định phải đi ra ngoài, tìm hiểu các thế lực ngoài kia, mở mang kiến thức về sự mạnh mẽ của bọn họ, còn các muội cũng phải học tập nhân loại, học tập các tộc khác. Cô bé trầm giọng nói, nhân loại ngoài kia ai cũng lợi hại giống ngươi vậy sao? Diệp Huyên nhìn về phía cô bé, không, bên ngoài có rất nhiều người yếu hơn ta, nhưng cũng có rất nhiều người mạnh hơn ta, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên nói, Đan Nhi, đừng nghe hắn là nhân loại, không thể tin tưởng được. Cô bé tên Đan Nhi nhìn về phía người đàn ông, vậy ngươi đánh bại hắn đi. Sắc mặt của người đàn ông nọ chợt trở nên khó coi. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, hắn nhìn cô bé, phát hiện hình như địa vị của cô bé ở trong thần tộc có chút không đơn giản. Đan Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên, tại sao ngươi lại giúp thần tộc của ta? Diệp Huyên cười, sau đó chỉ vào đế khuyển đang nằm úp sấp ở cách đó không xa, ba nguyên nhân, thứ nhất, nó là bạn của ta, nó mong ta đến thần tộc, mong ta giao hảo với thần tộc. Thứ hai, ta đã nhận được lợi ích từ thần tộc các muội, ta đã đồng ý với vị tiền bối kia phải giúp đỡ thần tộc. Thứ ba, ta cũng hy vọng thần tộc trở nên mạnh mẽ, như vậy ta sẽ có một đồng minh mạnh mẽ. Đan Nhi nhìn Diệp Huyên, sau đó cô bé đi đến trước mặt đế khuyển nhìn Đan Nhi trước mắt, không nói gì. Đan Nhi nhìn đế khuyển, ngươi là đế khuyển đúng không? Đế khuyển hơi kinh ngạc, ngươi biết ta à? Đan Nhi gật đầu, ngươi là thần thú hộ tộc của thần tộc ta, năm đó đã dốc sức chiến đấu đến cùng vì thần tộc. Tuy ta không biết rốt cuộc ngươi đã đi đâu, nhưng những người thần tộc có thể sống đến bây giờ đều là công lao của ngươi cũng những thần tướng kia. Đan Nhi khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói qua, cô bé xoay người đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó chậm rãi quỳ xuống, ta nguyện tôn người làm vương của thần tộc. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này, Liên Loan Nhi cũng chậm rãi quỳ xuống. Chương 1289, Kiếm Thần Vương. Chẳng mấy chốc, xung quanh càng lúc càng có nhiều người quỳ xuống. Vào thời khắc này, thần vương tọa kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhưng khác với trước, lần này trên thần vương tọa có hai chữ màu vàng to lớn đang lơ lửng, Diệp Huyên. Diệp Huyên vừa mới ngồi lên, chuyện bất ngờ đã xảy ra, trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh hắn, tất cả linh khí đột nhiên biến mất toàn bộ. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cũng giật mình, hắn vội vã đi xuống. Mà ở xung quanh, đám người Liên Loan Nhi cũng tỏ vẻ nghiêm nghị. Diệp Huyên nhìn về phía đế khuyển, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Đế khuyển trầm giọng nói, đạo tắc. Đạo tắc. Diệp Huyên sửng sốt, đó là đạo tắc.
Đế Huyền gật đầu, thần khí đạt đến đạo cảnh đã có nghĩa là nắm giữ đạo của riêng mình. Mà thần vương tọa này lại mang đạo tắc cấm linh, chỉ cần thôi thúc, có thể lập tức hấp thu hết thảy linh khí ở xung quanh đấy. Nói đến đây, nó nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi lên đó ngồi, có thể lập tức hấp thu linh khí trong vòng 10 vạn dặm xung quanh để bản thân sử dụng. Chuyện nữ phụ. Biến thái. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Có thứ này, không phải đồng nghĩa là hắn sẽ không bao giờ hết linh khí. Không chỉ có vậy, nó còn đồng nghĩa đối thủ sẽ không có linh khí để dùng. Qua biến thái. Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì đó, hắn vội hỏi, ta cũng có đạo tắc. Đạo tắc, trong cơ thể hắn có đến 3 đạo tắc đấy. Diệp Huyên thu thần vương tọa lại, mà lúc này, hắn phát hiện cường giả thần tộc ở 4 phía xung quanh này đã nhìn hắn với ánh mắt khác. Kiếm thần vương. Thần vương tọa. Hai chí bảo thần tộc đều ở trong tay Diệp Huyên, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩ là Diệp Huyên đã thông qua thí luyện của thần tộc. Chương 1290, thần tộc sau này sẽ lại huy hoàng như năm đó sao? Thời khắc này, người thần tộc có mặt ở đây đã không còn dám xem thường hắn nữa, ánh mắt chỉ còn lại sự phức tạp. Diệp Huyên nhìn Đan Nhi ở trước mặt, bây giờ muội là cảnh giới gì? Đan Nhi nói, tạo hóa cảnh. Hả? Diệp Huyên sửng sốt. Đan Nhi nhìn Diệp Huyên, lặp lại, tạo hóa cảnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn Liên Loan Nhi, nàng ta trầm giọng nói, Đan Nhi có thần căn, là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ hiện nay của thần tộc. Người ưu tú nhất. Diệp Huyên đánh giá Đan Nhi một chút, không thể không nói, tiểu nha đầu này quả thật không tệ, rất chuẩn mực, là nhân tài có thể đào tạo được. Sau này thế nào, Liên Loan Nhi đột nhiên hỏi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nói xong. Hắn nhìn về phía những tộc nhân thần tộc kia, có thế hệ trẻ nào muốn ra ngoài thăm thú không? Đan Nhi là người đầu tiên đứng dậy. Mà lúc này, một thiếu niên cũng đứng dậy theo, chẳng mấy chốc sau, càng lúc càng có nhiều người thần tộc bước ra. Có tới mấy trăm người thần tộc trẻ tuổi. Diệp Huyên lắc đầu, nhiều quá, ta chỉ cần 10 người, chỉ được 10 người theo ta rời khỏi nơi này. Tại sao? Đan Nhi đột nhiên hỏi. Diệp Huyên cười nói, hiện tại thực lực của thần tộc không phải quá mạnh, nếu đi ra ngoài như vậy, rất có thể sẽ khiến thần tộc dính họa ngập đầu, hiểu chưa? Liên Loan Nhi gật đầu, được. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía đám người trẻ tuổi kia, chỉ chốc lát sau, 10 người trẻ tuổi đã đứng dậy, 6 nam 4 nữ. Cộng thêm Đan Nhi, tổng cộng 11 người. Diệp Huyên nhìn 11 người trước mặt, các ngươi là những người ưu tú nhất thần tộc. Các người vác lên vai gánh nặng phục hưng thần tộc. Mà bước đầu tiên chính là phải học tập nhân loại. Lúc này, một người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta không thể kém hơn nhân loại được. Chương 1291, người sẽ rời đi à? Diệp Huyên đi tới trước mặt người đàn ông nọ, người tên gì? Người đàn ông nhìn thẳng Diệp Huyên, Trương Liên Nguyệt. Diệp Huyên gật gật đầu, ta cũng là nhân loại. Ngươi cảm thấy trên người ta có chỗ đáng cho ngươi học tập không? Trương Liên Nguyệt nhìn Diệp Huyên, sau đó im lặng. Diệp Huyên nói, thực lực là trên hết, ta mạnh hơn ngươi thì ta đáng để ngươi học tập, hiểu chưa? Mà ở bên ngoài, ta tin rằng có rất nhiều người mạnh hơn ngươi nữa, thậm chí mạnh hơn cả ta. Vẫn là câu nói đó, ta đây ưu tú nhưng không kiêu ngạo, ngươi có tư cách gì mà kiêu ngạo? Mọi người! Diệp Huyên nhìn về phía Đan Nhi, ngươi là đại tỷ đúng không? Đan Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyên nói, bây giờ giao cho ngươi một nhiệm vụ, dẫn họ đến Thần Vũ Thành. Đan Nhi hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyên cười nói, sau đó sống sót. Sống sót? Bên ngoài cũng không dễ sinh tồn đâu. Mà hắn để những người này đến Thần Vũ Thành chính là muốn bọn họ thay đổi cái nhìn về nhân loại và các tộc khác. Nếu thần tộc muốn thay đổi, tất nhiên trước hết phải thay đổi thế hệ trẻ. Đan Nhi hơi thi lễ, ta sẽ dẫn bọn họ sống sót trở về. Nói xong, cô bé xoay sang phía 10 người kia, đi thôi. Cứ thế, Đan Nhi dẫn theo 10 người rời đi. Đi rất quyết đoán.
những người thần tộc ở lại thì nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, còn các ngươi, cũng cố gắng sống sót là được. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Loan Nhi, bây giờ cường giả đứng đầu thần tộc là ai? Diệp Huyên gật đầu, ta còn phải đi một chuyến đến cổ ma tộc, nhưng ngươi yên tâm đi, nếu nơi này có chuyện gì, ngươi có thể báo cho ta biết bất cứ lúc nào. Còn nữa, thần tộc hiện tại cần phát triển toàn tộc, chứ không phải ngày nào cũng ăn no chờ chết. Nhất là thần tộc nắm giữ nhiều bảo vật như thế, nhưng các ngươi không có thực lực tương xứng với chúng. Liên Loan Nhi khẽ gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta muốn biết liệu thần tộc thật sự có thể phục hưng được không? Chương 1292, tại sao hắn lại thông qua thí luyện? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, phải xem thế hệ trẻ của thần tộc nữa. Liên Loan Nhi đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, phải xem ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Loan Nhi nhìn thẳng vào hắn, thần tộc muốn bước ra khỏi nơi này chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Toàn tộc thần tộc hiện tại cũng đã quy phục ngươi rồi, ngày sau sẽ vinh nhục cùng hưởng, ngươi nhục, thần tộc ta nhục, nhưng nếu ngươi vinh, thần tộc ta cũng sẽ vinh theo. Xung quanh, tất cả người thần tộc đều nhìn Diệp Huyên. Đế Huyền cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, chỉ cần ta sống, thần tộc sẽ không có ai dám bắt nạt. Nghe vậy, trên mặt Liên Loan Nhi lộ ra một nụ cười, sau đó nàng ta chậm rãi quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người, bái kiến thần vương. Xung quanh, những người thần tộc còn lại cũng chậm rãi quỳ xuống. Lần này, là chân chính tán thành Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng. Giờ phút này, hắn đã cảm nhận được một phần áp lực thật sự. Hắn hiện tại phải chịu trách nhiệm cho cả một tộc. Tất nhiên đây là thứ hắn cần phải phụ trách. Dù sao hắn cũng đã đạt được nhiều lợi ích như vậy ở thần tộc. Diệp Huyên nhìn Liên Loan Nhi ở trước mặt, 11 người kia, sau này sẽ khiến các ngươi kinh ngạc. Nói xong, hắn xoay người đi về phía Đế Huyền, đi thôi. Lúc này, Ma Sư bay tới trước mặt nàng ta, nhẹ giọng nói, tại sao hắn lại thông qua thí luyện. Liên Loan Nhi nhẹ giọng nói, còn chưa rõ ư, thần tộc ta cần một người dẫn đầu. Vốn dĩ người dẫn đầu này nên là Giản công chúa mới thích hợp nhất, nhưng ngươi nên biết, nàng ta chắc chắn sẽ không trở về. Nói đến đây, nàng ta nhìn phía chân trời, mà hắn, hẳn là người thích hợp nhất rồi. Tuy rằng thực lực bây giờ của hắn không phải quá mạnh, thế nhưng với thiên phú và tiềm lực của hắn, muốn trở thành một vị đại năng tuyệt thế hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi đó, thần tộc ta đi theo hắn, tự nhiên sẽ có lối thoát. Ma sư lắc đầu, không ngờ thật, thần tộc ta vậy mà lại lưu lạc đến mức này. Chương 1293, không lẽ ngươi đã gặp thần vương? Liên Loan Nhi nói, năm đó nếu Giản công chúa còn ở thần tộc. Nói đến đây, nàng ta không tiếp lời nữa. Giản tự tại. Nữ nhân này dù năm đó gần như đã chu diệt toàn bộ cường giả và hoàng thất thần tộc, nhưng người đời sau vẫn không tài nào hận nàng ta được. Bởi vì thần tộc đã phụ nàng ta trước. Năm đó nếu thần tộc không phụ nàng ta, có nàng ta ở đấy, thần tộc chắc chắn có thể vượt qua tai họa kia. Năm đó Giản tự tại ở thời kỳ đỉnh cao, đúng là vô địch thế gian. Nếu thần tộc có nàng ta tọa chấn, chắc hẳn đã được nâng tầm. Nhưng đáng tiếc rằng, chính nữ nhân này đã tự tay táng diệt thần tộc. Đây là bi kịch của thần tộc. Ma sư đứng cạnh Liên Loan Nhi cười khổ, Giản công chúa. E là sẽ không trở về. Liên Loan Nhi gật đầu, cho dù như thế nào đi nữa, bây giờ hắn cũng đã là vương của thần tộc ta, thần tộc cùng với hắn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta linh cảm được, hắn có thể còn ưu tú hơn cả Giản công chúa năm đó. Ma sư gật đầu, hy vọng là vậy. Diệp Huyên suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ông ấy bảo ta thiên tư thông minh, cốt cách hiếm thấy, là siêu cấp yêu nghiệt vạn năm khó gặp, nếu ta không đồng ý kế thừa kiếm thần vương, ông ấy sẽ không để ta đi, ông ấy. Khoan đã. Đế Huyền đột nhiên nói, là miệng ta ngu, được chưa? Diệp Huyên, chương 1294, Vạn Pháp, Cảm ứng Thiên Địa. Miệng ngu. Đế Huyền thật sự có chút không chịu nổi tên Diệp Huyên này rồi.
lúc hắn không biết xấu hổ thì phải gọi là thiên hạ vô địch. Nghe Đế Khuyển nói thế, Diệp Huyên cười ha hả, sau đó ngồi xếp bằng trên lưng Đế Khuyển, bắt đầu tu luyện. Thần huyết công. Từ khi tu luyện thần huyết công này, hắn phát hiện mình đã trở nên vô cùng mẫn cảm với máu tươi. Cũng giống như giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được máu của Đế Khuyển. Nếu hắn muốn, hắn thậm chí có thể điều khiển máu của Đế Khuyển. Quỷ dị. Mạnh mẽ. Càng tu luyện, Diệp Huyên càng cảm thấy thần huyết công không phải chỉ mạnh bình thường. Ngoài ra, hắn bây giờ còn có kiếm thần vương và thần vương tọa. Kiếm thần vương có thể triệu hồi long hồn trợ lực, cũng có thể khống chế lực lượng thần long, mà thần vương tọa lại có thể phong tỏa linh khí thiên địa, lấy về cho bản thân sử dụng. Ngoài ra, hắn còn có kiếm chấn hồn, cùng với hình nhân gỗ. Thực lực của hình nhân gỗ này cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn bây giờ có rất nhiều vật ngoài, hơn nữa món nào cũng đều nghịch thiên. Mà càng như thế, hắn lại càng cảnh giác. Bởi vì con người rất dễ bất chi bất giác hình thành suy nghĩ muốn ỷ lại. Càng có nhiều vật ngoài, thì phải càng chú tâm tu luyện bản thân. Nơi nào đó trong bóng tối, một ông lão lẫn trốn trên hư không đang nhìn xuống Diệp Huyên và Đế Khuyển, ánh mắt lạnh lẽo. Đúng lúc này, ông lão đột nhiên quay đầu nhìn sang bên phải, ai? Kít! Chương 1295, lũ chuột nhắt hèn nhát. Một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên, chẳng mấy chốc, một bóng đỏ xuất hiện ở cách ông lão không xa. Ông lão khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Bóng đỏ cười âm hiểm, không ngờ đường đường là phó môn chủ trật tự môn lại âm thầm theo dõi người khác. Ông lão lạnh lùng liếc nhìn bóng đỏ kia, phường trộm cắp từ nơi nào đến. Vừa dứt lời, tay phải lão đã vung lên. Bóng đỏ lập tức vỡ vụn ở trong không gian. Nhưng sau đó nó lại xuất hiện ở phía sau lão không xa. Ông lão khẽ nhíu mày, tay phải chậm rãi nắm lại. Bóng đỏ cười ha ha, muốn giết ta à? Trừ khi vị tinh chủ kia của các ngươi đích thân đến đây. Tất nhiên, ta cũng không giết được các ngươi. Ông lão mặt không cảm xúc, mục đích của ngươi cũng là Diệp Huyên kia. Bóng đỏ nói, phí lời. Nếu không phải vì bảo vật này, ta chạy theo một tiểu tử vắt mũi chưa sạch để làm gì? Ông lão lạnh nhạt trả lời, hắn ở ngay phía dưới, hơn nữa chỉ là một thông u cảnh nho nhỏ thôi, nếu ngươi ra tay thì hoàn toàn có thể giết hắn trong nháy mắt. Bóng đỏ cười khẽ, vậy sao ngươi không động thủ? Ông lão lạnh lùng liếc bóng đỏ, không nói gì. Bóng đỏ cười nói, tuy rằng tinh chủ các ngươi cực lực che giấu, nhưng chuyện của tinh vực vị ương vẫn truyền khắp chư thiên tinh vực rồi. Người có thể khiến tinh chủ các ngươi tổn thất một phân thân quả thật không đơn giản. Ông lão quay đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt lão, Diệp Huyên và Đế Khuyển đang càng lúc càng đi xa. Lúc này, bóng đỏ lại nói, theo ta được biết, sau lưng Diệp Huyên này hình như có một vị cường giả bí ẩn, mà cường giả thần bí này hình như là một vị kiếm tu, đúng không? Ông lão lạnh lùng nói, dám tranh cướp bảo vật cùng trật tự môn chúng ta. Có lẽ ngươi cũng không phải người bình thường, sao không khai ra lai lịch của bản thân đi? Phía xa xa, ông lão kia đột nhiên dừng lại, lão xoay người nhìn bóng đỏ một cách dữ tợn, ngươi đáng chết. Bóng đỏ kia cười ha ha, Diệp Huyên và Đế Khuyển đột nhiên dừng lại. Trên lưng Đế Khuyển, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng hắn chẳng thấy gì cả. Chương 1296, đến cổ ma tộc. Là ai đang nói chuyện, Đế Khuyển hỏi. Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, long hồn kia đột nhiên tiến vào cơ thể hắn, lập tức, thần thức của Diệp Huyên như một tấm lưới bao trùm khắp không gian. Một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên xoay người nhìn về một phía chân trời trên hư không. Trong hư không, ông lão kia biến sắc, nhìn ngược lại Diệp Huyên ở phía dưới, mà lúc này đây. Diệp Huyên và Đế Khuyển đã biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, ông lão giận tím mặt, đáng chết. Diệp Huyên chạy. Ông lão tái mặt lại. Nhưng như nghĩ đến điều gì, sắc mặt của lão đột nhiên nghiêm lại. Diệp Huyên làm sao phát hiện ra mình? Ông lão nhìn xuống dưới, lông mày cau lại. Trong nháy mắt vừa nãy, Diệp Huyên đã nhìn thẳng về phía lão.
nhưng đáng lẽ dưới tình huống bình thường, hắn không thể phát hiện ra lão mới đúng. Hơn nữa tại sao Diệp Huyên lại đột nhiên biến mất, như thể bốc hơi vậy? Hồi lâu sau, ông lão lạnh lùng nhìn lướt chung quanh, sau đó xoay người biến mất không thấy tăm hơi. Một nơi nào đó trong bóng tối dưới mặt đất, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn phía chân trời, là ai đang theo dõi mình? Đế Huyền bên cạnh hắn trầm giọng nói, có thể là vì bảo vật của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, chắc thế. Đế Huyền nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải cẩn thận hơn chút mới được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, địch luôn quanh ta. Đế Huyền nói, phí lời, ngươi có bảo vật này thì phải chuẩn bị đối mặt với vô vàn kẻ địch đi. Diệp Huyên cười nói, đi thôi, đến cổ ma tộc. Chẳng mấy chốc, Đế Huyền mang Diệp Huyên biến mất ở cách đó không xa. Trong hư không, ông lão cũng không từ bỏ mà tiếp tục tra soát, dọc theo đường đi, thần thức của lão không ngừng quét khắp ở phía dưới, nhưng Diệp Huyên như thể đã thật sự biến mất vậy, không có lấy một chút hơi thở nào. Ông lão cau mày, sao có thể? Nói xong, lão đáp xuống đất, lúc này đây, trong một khu rừng rậm rạp, lá cây sum xuê gió thổi không lọt, ánh mắt u ám. Nơi này chính là chỗ Diệp Huyên đã biến mất. Ông lão nhìn lướt bốn phía, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chẳng có gì cả. Chương 1297, khả năng thắng của hắn chưa tới 3 phần. Lão đang định rời đi thì đúng lúc này, sắc mặt lão đột nhiên thay đổi, tay phải lão lập tức vỗ về phía trước một trường. Trong nháy mắt, trong vòng trăm trượng xung quanh lão, cây cối hóa thành bột mịn, cùng lúc gió, mặt đất cũng ầm ầm nứt toác. Một trường này vừa tung ra, trước mặt lão có một bóng người bay ra, bóng người này phải bay lùi hơn trăm trượng rồi mới ngã rầm xuống đất. Bóng người đó chính là Diệp Huyên. Mà lúc này đây, cơ thể Diệp Huyên vỡ nát, linh hồn đang tiêu tan một cách cực kỳ nhanh chóng. Khóe miệng ông lão cong lên một tia châm chọc, đúng là không biết tự lượng sức mình, thứ như ngươi. Nói đến đây, tròng trắng mắt lão đột nhiên co lại, không. Vừa dứt lời, linh hồn Diệp Huyên trước mặt lão cách đó không xa đột nhiên biến mất, mà xung quanh lão cây cối vẫn đứng sững, mặt đất cũng không đổ nát. Thứ duy nhất không đúng chính là sau lưng lão lại có thêm một người. Người này chính là Diệp Huyên. Ông lão có chút mờ mịt, không, không thể, chuyện này tuyệt đối không thể. Lão vừa nói xong, cuống họng đã bị nứt toác, máu tươi tràn ra. Mà khi linh hồn của lão muốn trốn thì lại như thể bị đóng đinh ở trong cơ thể vậy. Chiêu kiếm này là giết trọn cả thân thể lẫn linh hồn. Phía sau ông lão, Diệp Huyên thu hồi kiếm lại, đi về phía xa xa. Nhưng chẳng mấy chốc. Hắn đột nhiên dừng lại, muốn biết chiêu kiếm vừa nãy tên gì không? Ông lão dùng hơi thở cuối cùng để hỏi, tên, gì? Diệp Huyên hơi dừng lại một chút rồi đáp, ta không nói cho ông biết đâu, ha ha. Phụt! Ông lão phun ra một ngụm máu, chết ngay tại chỗ. Diệp Huyên dùng kiếm trấn hồn hấp thu linh hồn của ông lão, sau đó xoay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyên hơi hưng phấn. Khi nãy, hắn sử dụng đạo tắc mộng thi triển ảo cảnh mộng trong mộng. Cũng may đã thi triển nó, nếu không một tầng mộng hoàn toàn không thể giết chết đối phương. Thật ra thì hắn hiểu thực lực của ông lão mạnh hơn mình rất nhiều. Hắn có thể giết chết đối phương là vì ra tay trước cộng thêm đánh lén, còn có sự sơ ý của ông ta. Chương 1298, còn bao lâu nữa thì tới? Đương nhiên đây là nhắm vào cao thủ mạnh hơn hắn rất nhiều. Bây giờ có đạo tắc mộng, đạo tắc không gian và cả kiếm trấn hồn, hắn tin có thể giết chết cao thủ mạnh hơn mình rất nhiều trong nháy mắt. Rất nhiều cao thủ phản ứng nhanh có thể vứt bỏ thân thể bảo vệ linh hồn, nhưng có kiếm trấn hồn, đối phương hoàn toàn không thể bảo vệ linh hồn, dù bảo vệ được, việc giết chết đối phương cũng sẽ trở nên đơn giản với hắn. Vì kiếm kỹ và kiếm của hắn chuyên xử lý linh hồn. Đế Huyền cất lời, tiểu tử, nói thật là ta khâm phục ngươi lắm. Diệp Huyên ngồi trên lưng Đế Huyền, hơi tò mò, khâm phục ta cái gì? Đế Huyền đáp, biến kiếm tu thành sát thủ, ngươi không phải lợi hại bình thường đâu. Diệp Huyên cười ha ha. Kiếm tu. Sát thủ. Kiếm dùng để làm gì?
đương nhiên là để giết người. Sát thủ giết người, kiếm tu cũng giết người, bản chất có khác gì nhau sao? Dù sao hắn cũng thấy không khác gì nhau cả. Sau khi Diệp Huyên và Đế Khuyển rời đi không lâu, một bóng đỏ xuất hiện. Nhìn thi thể của ông lão dưới đất, bóng đỏ im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói, đúng là yêu nghiệt. Nói xong, nó biến mất. Trên đường, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Đế Khuyển huynh, thực lực của ngươi hồi phục đến đâu rồi? Đế Khuyển nói, đã có thể biến thân rồi. Đế Khuyển ngẩng đầu nhìn về phía xa, còn bao lâu nữa thì tới? Diệp Huyên nhẹ giọng trả lời, sắp tới rồi. Cổ ma tộc. Lúc hắn ra ngoài, thần vương kia đã cho hắn biết cổ ma tộc ở đâu, đương nhiên không phải vị trí chính xác, chỉ là một phương hướng đại khái mà thôi. Chương 1299, có lẽ là không có ai. Hơn nữa cổ ma tộc có còn người sống hay không cũng là một ẩn số. Nhưng hắn vẫn muốn đến thử vận may. Khuyết điểm lớn nhất của hắn bây giờ chính là cơ thể. Nếu cơ thể có thể trở nên mạnh mẽ, thực lực tổng thể của hắn cũng sẽ tăng lên. Bây giờ cơ thể là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên và Đế Khuyển đột nhiên dừng lại. Bạn đang đọc truyện tại Trùm Chu UNME. Lúc này, bọn họ đã ở trên một vùng đất này linh khí mỏng manh, sắc trời xám xịt. Diệp Huyên nhìn xung quanh, đây là nơi cổ ma tộc từng sống ư? Đế Khuyển lạnh nhạt đáp, không biết. Diệp Huyên nói, Đế Khuyển huynh, dù gì ngươi và bọn họ cũng cùng một thời đại, sao ngươi lại không biết? Đế Khuyển nói, ta cũng không có quen biết gì bọn họ, nhưng cơ thể của cổ ma tộc này thật sự có chỗ độc đáo. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, sau đó nói, có lẽ cổ ma tộc này cũng đã suy vong rồi. Đế Khuyển nói, thần tộc của ta và minh tộc còn trở nên như thế, huống hồ là bọn họ. Diệp Huyên nói, đi một vòng xem thử. Đế Khuyển gật đầu, sau đó đưa Diệp Huyên biến mất ở cách đó không xa. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên và Đế Khuyển đi tới trước một tòa thành cổ, tòa thành rất lớn, nhưng lại tràn ngập một mùi thối rữa vô cùng khó ngửi. Diệp Huyên và Đế Khuyển đi vào trong thành cực kỳ yên tĩnh, xung quanh mọc đầy các loại cỏ dại cây mây. Đế Khuyển nói, có lẽ là không có ai. Diệp Huyên gật đầu, đảo thần thức qua bốn phía, không có chút hơi thở sinh mệnh nào. Một lát sau, Diệp Huyên và Đế Khuyển đang muốn rời đi, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người, một khắc sau, hắn lập tức biến mất. Diệp Huyên nhanh chóng xuất hiện trước một đại điện đã bị cỏ dại che kín, chỉ có thể nhìn thấy nóc. Diệp Huyên vung tay phải lên, hai thanh phi kiếm bay ra, chẳng mấy chốc, đám cỏ dại kia đã biến mất hết. Sau khi chém sạch cỏ dại, hắn nhìn thấy một người đàn ông để trần ngồi bên dưới. Còn sống sao? Diệp Huyên nhíu mày, hắn bay đến trước mặt người đàn ông trung niên. Ông ta có mái tóc xõa ngang vai, hai tay đặt lên hai đầu gối, không hề có hơi thở. Đế Khuyển trầm giọng hỏi, chết rồi à? Chương 1300, tiền bối, ông đừng có làm bậy. Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn quan sát người đàn ông trung niên, tiền bối. Không có trả lời. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, sau đó nói, chào tiền bối, tại hạ tên Diệp Huyên, đến từ Thanh Thương Giới, nghe nói thân thể của cổ ma tộc rất mạnh mẽ, vì thế ngưỡng mộ danh tiếng đến cầu học. Vẫn không có đáp lại. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, nếu tiền bối muốn giữ lại truyền thừa của cổ ma tộc mà không chọn ta, thì chính là tổn thất to lớn với cổ ma tộc. Khóe miệng Đế Khuyển giật giật, tên này lại bắt đầu không biết xấu hổ rồi. Nhưng người đàn ông trung niên vẫn không trả lời. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, làm phiền rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đế Khuyển, chúng ta đi. Đế Khuyển ngạc nhiên, cứ thế từ bỏ à? Diệp Huyên nói, nếu không thì có thể làm gì? Đế Khuyển. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Đế Khuyển hơi do dự, sau đó gật đầu, rời đi cùng với Diệp Huyên. Nhân loại. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Huyên và Đế Khuyển. Diệp Huyên xoay người,
Trước mặt người đàn ông trung niên có một linh hồn đang lơ lửng, chính là linh hồn của ông ta. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ông ta chỉ tay phải một cái, Diệp Huyên lập tức cảm thấy người như bị cố định lại. Một khắc sau, một ngọn tháp hư áp xuất hiện ở giữa chân mày Diệp Huyên, nhưng sau đó, ngọn tháp đó đột nhiên chấn động kịch liệt, phát ra tia sáng đen chói mắt. Người đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt, đánh một quyền xuống. Ầm. Tia sáng đen vỡ nát, tháp giới ngục cũng trở lại trong người Diệp Huyên. Diệp Huyên lùi lại mấy trượng, hắn nhìn người đàn ông trung niên, lúc này, linh hồn của ông ta ngày càng mờ hơn nữa nhiều lần còn suýt biến mất. Tháp giới ngục ra tay rồi. Khi nãy không phải hắn điều khiển tháp giới ngục, mà là nó tự ra tay. Chẳng lẽ thứ này sắp thức tỉnh rồi? Hắn cũng không quên tháp giới ngục này có một tháp linh. Lúc này, người đàn ông trung niên chợt cất lời, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn ông ta, lúc này sắc mặt ông ta vô cùng nặng nề. Chương 1301, báo thù. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Huyên một lúc, thứ đó rất không đơn giản. Diệp Huyên nói, ta đến đây là muốn học nhục thân chi đạo của cổ ma tộc. Chuyện trinh thám. Người đàn ông trung niên im lặng một lát rồi nói, truyền thừa của cổ ma tộc ta không truyền cho người ngoài. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn Đế Khuyển, chúng ta đi thôi. Đế Khuyển gật đầu, lập tức muốn rời đi với Diệp Huyên, mà lúc này, người đàn ông trung niên lại cất lời, nhân loại. Diệp Huyên dừng bước, hắn xoay người nhìn ông ta cũng nhìn chằm chằm hắn, trên người ngươi có kiếm thần vương của thần tộc, còn có kiếm trần hồn của minh tộc. Diệp Huyên im lặng. Tại sao đối phương lại nhìn thấu bảo vật của mình? Như đọc được suy nghĩ của Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên nói, đây là một loại bí thuật thượng cổ của cổ ma tộc ta, tên là thuật vọng khí. Có thể nhìn thấu đối thủ, còn có thể quan sát thiên địa dị tượng, tóm lại là có rất nhiều tác dụng. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Người đàn ông nói, người có thể lấy được kiếm trần hồn và kiếm thần vương, chắc hẳn là đã gặp thần vương và minh vương rồi. Diệp Huyên gật đầu, đã gặp. Ông ta hỏi, bọn họ còn sống sao? Diệp Huyên cười khổ, không biết. Hắn thật sự không biết Minh Vương và Thần Vương có còn sống không. Nhưng theo suy đoán của hắn, có lẽ là không còn sống nữa. Đặc biệt là Thần Vương, nếu đối phương còn sống thì chắc chắn sẽ quản lý thần tộc. Người đàn ông trung niên yên lặng một hồi rồi nhẹ giọng nói, ngươi thật sự muốn học nhục thân chi đạo của cổ ma tộc à? Diệp Huyên gật đầu, thật lòng muốn học. Người đàn ông trung niên, có một điều kiện. Diệp Huyên, mời tiền bối nói. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, báo thù. Báo thù. Diệp Huyên sửng sốt. Ông ta giải thích, năm đó cổ ma tộc ta bị tiêu diệt, ngoài kẻ thù ra thì còn có một tên phản đồ, chính là kẻ này khiến toàn bộ cổ ma tộc ta bị tiêu diệt. Nếu ngươi muốn lấy được truyền thừa của cổ ma tộc ta thì nhất định phải hứa với ta, sau này phải tiêu diệt người nọ cho cổ ma tộc. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đối phương có mạnh không? Người đàn ông trung niên gật đầu, rất mạnh. Chương 1302, một cô gái mặc váy dài màu đỏ. Diệp Huyên lại hỏi, mạnh đến mức nào? Ông ta nói, tốt nhất là ngươi không nên biết. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên tiếp tục, ngươi tự lựa chọn đi. Hơn nữa, nếu ngươi tiếp nhận truyền thừa của cổ ma tộc, dù ngươi không muốn giết ả cũng sẽ giết ngươi. Vì sao? Diệp Huyên thấy khó hiểu. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, vì ả muốn cổ ma tộc chết hết. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, ả cũng là người của cổ ma tộc sao? Người đàn ông gật đầu. Diệp Huyên khó hiểu, vậy vì sao lại như thế? Người đàn ông trung niên im lặng một lát rồi nói, năm đó ả tự ý gả cho kẻ thù của cổ ma tộc, bị tộc trưởng phát hiện. Sử tử đôi nam nữ nàng ta sinh ra ngay tại chỗ. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta trở nên hơi mất tự nhiên. Diệp Huyên cũng hơi cạn lời. Đây là giản tự tại thứ hai mà. Không đúng, khác với giản tự tại, kẻ này còn ác hơn, thằng tay giết chết cả tộc của mình, nhưng cũng phải, nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm vậy. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại đến người thân của mình.
Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, tiền bối, đừng trách ta nói thẳng, chuyện này là tộc trưởng của các người sai. Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng thật là hơi không phải, nhưng ả hại chết người cả tộc. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, nếu người muốn lấy được truyền thừa của cổ ma tộc ta thì phải đồng ý với ta là tiêu diệt ả. Diệp Huyên dứt khoát lắc đầu, xin lỗi, ta không cần truyền thừa này của cổ ma tộc nữa. Người đàn ông trung niên hỏi, vì sao? Diệp Huyên nói, vì ta cảm thấy người đó không sai. Nếu là ta, ta sẽ còn tuyệt tình hơn, tàn nhẫn hơn người ấy nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vào lúc Diệp Huyên và Đế Khuyển muốn rời đi, một tiếng cười to đột nhiên vang lên sau lưng hắn và Đế Khuyển. Tiếng cười này khiến Diệp Huyên rợn tóc gáy. Vì tiếng cười này là giọng nữ. Giọng nữ. Diệp Huyên xoay người, linh hồn của người đàn ông trung niên sau lưng hắn khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một cô gái. Một cô gái mặc váy dài màu đỏ. Chương 1303, tất cả đều là truyền thừa của cổ ma tộc. Cô gái có mái tóc xõa ngang vai, trên người tản ra lệ khí. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng dưới đất, ông ta chết trong tay tiền bối sao? Cô gái váy đỏ cười nhạt, người có ý kiến? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cô gái này ăn phải thuốc nổ à? Đế Khuyển ở bên cạnh Diệp Huyên nhìn cô gái váy đỏ, đã chuẩn bị ra tay. Cô gái nhìn về phía Đế Khuyển, không ngờ đường đường là thần thú bảo vệ thần tộc lại đi theo một nhân loại. Đế Khuyển hờ hững nói, liên quan gì đến ngươi? Ánh mắt của cô gái váy đỏ lập tức trở nên lạnh lẽo, một khắc sau, ả ta đột nhiên biến mất. Vào khoảnh khắc ả ta biến mất, Đế Khuyển cũng biến mất theo. Cũng lúc đó, Diệp Huyên nhẹ nâng ngón tay, hai thanh phi kiếm đan xen chém tới trong không trung. Vèo vèo. Ầm ầm. Một giây sau, xung quanh yên tĩnh trở lại. Cô gái váy đỏ đã lùi về chỗ cũ, Đế Khuyển cũng lui về bên cạnh Diệp Huyên. Cô gái váy đỏ nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt lạnh như băng. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, ân oán của cổ ma tộc, chúng ta cũng không muốn hiểu, chúng ta đến đây chỉ là muốn có được truyền thừa của cổ ma tộc thôi. Cô gái váy đỏ cười nhạt, cổ ma tộc đã chết hết rồi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó gật đầu, làm phiền rồi. Nói xong, hắn dẫn Đế Khuyển xoay người rời đi. Lúc này, người đàn ông ngồi xếp bằng dưới đất kia đột nhiên mở mắt ra, một khắc sau, ông ta đột nhiên xông lên, Diệp Huyên xoay người, đang muốn ra tay, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, chớ có kháng cự. Sau giọng nói đó, ông ta chỉ ngón tay tới, trong nháy mắt, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Vô số thông tin nhanh chóng tràn vào đầu Diệp Huyên như thủy triều. Truyền thừa. Truyền thừa của cổ ma tộc. Sắc mặt của cô gái váy đỏ ở cách đó không xa thay đổi, một khắc sau, ả ta như nổi điên, sao ngươi còn chưa chết? Dứt lời, ả ta xông về phía người đàn ông và Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, Đế Khuyển huynh, ngăn ả lại. Diệp Huyên vừa dứt lời, Đế Khuyển lập tức xông ra ngoài. Cô gái váy đỏ gào thét, cút đi. Nhưng Đế Khuyển không thèm quan tâm. Đế Khuyển và ả ta nhanh chóng đại chiến. Bên kia, vô số thông tin không ngừng tiến vào đầu Diệp Huyên. Tất cả đều là truyền thừa của cổ ma tộc. Cứ thế khoảng một khắc sau, người đàn ông trung niên dừng lại. Diệp Huyên nhìn về phía ông ta, người đàn ông trung niên tê liệt ngồi dưới đất. Ông ta nhìn Diệp Huyên, truyền thừa của cổ ma tộc đều ở đây hết. Diệp Huyên trầm giọng nói, cổ ma tộc thật sự bị tiêu diệt toàn bộ rồi sao? Chương 1304, ta chết cùng hắn. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, truyền thừa của cổ ma tộc, mạnh nhất chính là nhục thân chi đạo kia, mà tu luyện thân thể cũng không phải một chuyện đơn giản, người phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn cô gái váy đỏ, tha cho ả một con đường sống. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố gắng. Ông ta nhìn Diệp Huyên, đi đi. Diệp Huyên cúi người với người đàn ông, cảm ơn. Nói xong, hắn nhìn Đế Khuyển ở phía xa, Đế Khuyển huynh, chúng ta đi thôi. Đế Khuyển ở phía xa di chuyển, lùi về bên cạnh Diệp Huyên,
mà cô gái váy đỏ kia vẫn không định bỏ qua, còn muốn ra tay. Lúc này, người đàn ông trung niên chợt cất lời, Tố Hồng. Cô gái váy đỏ dừng lại, ả ta xoay người nhìn người đàn ông trung niên, ông ta nhẹ giọng nói, lỗi lầm lúc trước đều là do ta, không phải nàng muốn giết ta sao, tới đi. Cô gái váy đỏ bay thẳng tới trước mặt người đàn ông trung niên, ả ta đánh một chưởng lên đầu ông ta, nhưng lúc còn cách đầu ông ta mấy tấc thì dừng lại. Ả ta nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, ông ta cũng nhìn cô gái, cười khẽ, nếu hắn không xuất hiện thì thật tốt biết mấy. Cô gái váy đỏ nhìn người đàn ông trung niên, là người hại chết chàng. Người đàn ông trung niên cười nói, ta không hề hối hận. Sắc mặt cô gái váy đỏ dần trở nên dữ tợn. Còn người đàn ông thì vẫn cười, nếu được lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ giết chết hắn. Cô gái váy đỏ đột nhiên thu tay lại, xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên nói, đừng trêu vào hắn, trên người hắn không chỉ có kiếm thần vương còn có kiếm chấn hồn, và cả thứ thần bí kia nữa. Cô gái váy đỏ dừng bước, xoay người nhìn về phía người đàn ông trung niên, năm đó dù hai chúng ta có hôn ước, nhưng ngươi cũng biết đấy, trước giờ ta chưa từng thích ngươi. Người đàn ông trung niên cười khẽ ta biết, nhưng không có hắn, nàng sẽ gả cho ta, đúng không? Cô gái váy đỏ im lặng. Người đàn ông nhẹ giọng nói, hắn không yêu nàng bằng ta. Cô gái chậm rãi nhắm mắt lại, đối với ta, nó là gánh nặng. Người đàn ông trung niên cười khổ, phải, nàng không thích ta, dù ta có thích nàng hơn nữa, tình yêu này với nàng cũng chỉ là gánh nặng thôi. Cô gái váy đỏ nhìn người đàn ông trung niên, ta muốn tất cả mọi người của cổ ma tộc đều phải chết, hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, hắn không đơn giản, nàng đi chỉ là tự tìm đường chết thôi. Cô gái gằn giọng, ta chết cùng hắn. Người đàn ông trung niên nhìn cô gái váy đỏ, ánh mắt hơi phức tạp, nàng luôn cảm thấy tộc ta nợ nàng, nhưng nàng có nghĩ tới việc, nàng yêu người nọ, ban đầu bọn họ đã đối xử với cổ ma tộc chúng ta như thế nào không? Cả hắn nữa, năm đó lúc hắn giết chết người của cổ ma tộc ta có từng nương tay không? Còn có tộc trưởng, nàng yêu một kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, còn bảo vệ hắn như vậy, nàng có nghĩ tới cảm nhận của ông ấy không? Chuyện ông ấy làm vì nàng năm đó có ít sao? Còn nữa, nàng có nghĩ tới huynh đệ tỉ muội của nàng không? Đệ đệ của nàng cũng chết trong tay bọn họ đó, còn nữa, nàng có nghĩ tới ta không? Nàng và ta có hôn ước, nhưng nàng lại lựa chọn hắn, nàng có nghĩ tới cảm nhận của ta không? Có nghĩ tới tình cảnh của gia tộc ta không? Cô gái váy đỏ gào lên, ta không quan tâm những điều này. Chương 1305, Phách Thể Vô Địch. Người đàn ông trung niên lắc đầu, nàng yêu quá ích kỷ đến mức ngoài hắn ra, nàng không quan tâm đến ai nữa cả. Dứt lời, ông ta vung tay phải lên, một sức mạnh vô hình cố định cô gái váy đỏ lại. Ả ta muốn tránh thoát, nhưng cũng không tránh được. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, trên người hắn có truyền thừa của cổ ma tộc ta, cũng là truyền thừa duy nhất, ta không thể để nàng làm hại đến hắn. Dứt lời. Thân thể của cô gái váy đỏ lại bắt đầu mờ dần. Ả ta hét lên, để ta đi. Người đàn ông không thèm quan tâm đến ả ta mà cầm lấy cây châm cài, ông ta nhìn châm cài đầu trong tay mình, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. Mà cách đó không xa, cô gái váy đỏ đang không ngừng gào thét. Nhưng người đàn ông lại không để ý tới ả ta, thân thể ông ta dần mờ đi, ngày càng mờ đi. Bên kia. Diệp Huyên và Đế Khuyển rời khỏi cổ ma tộc. Trên đường, Đế Khuyển trầm giọng nói, người phụ nữ kia thật điên cuồng. Diệp Huyên cười, phụ nữ nổi điên rất đáng sợ. Đế Khuyển nhẹ giọng nói, năm đó nàng ta. Nói đến đây, nó không nói thêm nữa. Diệp Huyên biết Đế Khuyển đang nói đến Giản Tự Tại. Hắn phát hiện rất nhiều người của thần tộc chẳng những không hận Giản Tự Tại, mà còn hơi tôn kính nàng ta. Lúc này, Đế Khuyển hỏi, người đã lấy được truyền thừa của cổ ma tộc rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, ta phải xem kỹ lại những thứ này. Đế Khuyển gật đầu, Diệp Huyên nhanh chóng tìm thấy một dãy núi, hắn ngồi xếp bằng xuống chỗ bên cạnh một đầm nước, bắt đầu sắp xếp lại truyền thừa cổ ma tộc trong đầu. Lần này, hắn lấy được rất nhiều truyền thừa,
nhưng cũng rất ít thứ có tác dụng với hắn. Vì cái hắn cần nhất bây giờ chính là rèn luyện thân thể, còn võ kỹ gì đó của cổ ma tộc tuy cũng mạnh, nhưng cũng không hợp với hắn lắm. Cái thích hợp với hắn hơn chính là công pháp luyện thể kia. Phách thể vô địch. Đây là tâm pháp tối cao của cổ ma tộc. Nếu tu luyện thành công, thân thể sẽ tạo thành trạng thái phách thể, dưới trạng thái này, thân thể gần như vô địch, có thể chống đỡ tất cả bí thuật. Miêu tả rất mạnh mẽ, gần như là trạng thái vô địch. Nhưng Diệp Huyên biết không có công pháp và kiếm kỹ nào là vô địch cả, gặp phải kẻ mạnh vẫn có thể bị giết chết. Chương 1306, không tranh sẽ phải chết. Đương nhiên sự mạnh mẽ của pháp thể vô địch của cổ ma tộc này vẫn không thể nào nghi ngờ được. Diệp Huyên tập trung nghiên cứu phách thể vô địch này, một lúc lâu sau đó, hắn đột nhiên đứng lên. Đế Huyền nằm bên cạnh nhìn Diệp Huyên, ngươi làm gì đấy? Diệp Huyên hơi hưng phấn đáp, tu luyện phách thể vô địch này phải dùng đến đại địa chi lực. Phách thể vô địch tổng cộng kia làm 3 tầng, chỉ khi tu luyện thành công cả 3 tầng mới có thể mở ra trạng thái phách thể vô địch. Mà tu luyện tầng thứ nhất cần đến đại địa chi lực. Đọc tiếp tại nhé. Đại địa chi lực. Đế Huyền ngây người, sau đó hỏi, ngươi có thể điều khiển đại địa chi lực sao? Diệp Huyên gật đầu, hấp thu đại địa chi lực nâng cao thân thể. Nói xong, hắn lập tức bắt đầu. Chẳng mấy chốc, vô số đại địa chi lực tập trung về phía hắn. Theo đại địa chi lực ngày càng nhiều, thân thể của Diệp Huyên cũng dần xảy ra thay đổi. Vẻ mặt Diệp Huyên cũng dần trở nên nặng nề. Vì hắn phát hiện sau khi vận chuyển tâm pháp phách thể vô địch kia, thân thể của hắn đang bắt đầu hấp thụ những đại địa chi lực này. Nói cách khác, đại địa chi lực xung quanh không phải bị hắn sử dụng, mà là đang bị hắn hấp thụ. Vô số hoa cỏ cây cối xung quanh hắn gần như khô héo bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chẳng những thế, lúc này đầm nước bên cạnh hắn cũng cạn dần. Diệp Huyên nhìn về phía Đế Huyền im lặng một lát rồi nói, tu luyện vốn là phá hủy cái tự nhiên. Sau khi người tu hành bắt đầu tu luyện, chính là đang tranh với trời, với vạn vật, không tranh, người sẽ chết. Tu luyện vốn dĩ là đi ngược với trời. Diệp Huyên im lặng. Tu luyện vốn dĩ là đi ngược với trời. Hắn từng nghe những lời này vô số lần rồi. Đúng như Đế Huyền nói, từ khi bắt đầu tu luyện, loài người đã bắt đầu tranh đấu với trời. Không tranh sẽ phải chết. Một lát sau, Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, đi ngược với trời. Nói xong. Hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu đại địa chi lực. Nhân từ. Diệp Huyên hắn sẽ không ra vẻ nhân từ. Vì hấp thụ linh khí cũng là đang phá hoại thiên địa. Nếu thật sự muốn nhân từ thì đừng hấp thu linh khí. Chương 1307, rất nhiều người thân quen. Hắn chỉ biết, yếu, thì sẽ ăn đòn. Cho nên hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Vô số đại địa chi lực xung quanh cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn, sau khi cắn nuốt những đại địa chi lực này, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội. Đế Huyền ở bên cạnh trông có vẻ nghiêm túc. Diệp Huyên cắn nuốt đại địa chi lực, việc này sẽ có nguy hiểm, bởi vì cắn nuốt khác với sử dụng. Khi cắn nuốt, nếu cơ thể Diệp Huyên không chịu đựng nổi, hắn có thể sẽ bị nổ tung. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên dừng lại. Hắn vừa ngừng. Một lực lượng mạnh mẽ liền trào ra từ trong cơ thể hắn. Đế Huyền vội vàng hỏi, sao rồi? Diệp Huyên lắc đầu, ta không dám tiếp tục cắn nuốt. Cắn nuốt. Hắn cắn nuốt đại địa chi lực càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức cơ thể hắn sắp không chịu nổi nữa. Đế Huyền gật đầu, đừng quá nóng vội. Diệp Huyên khẽ đáp, đúng thế. Hắn phát hiện con đường tu luyện này thật sự không thể nóng vội. Vừa rồi hắn có hơi vội vàng. Đế Huyền bảo, từ từ thôi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, tới Thần Vũ Thành. Đế Huyền gật đầu, đã đến lúc phải đến Thần Vũ Thành rồi. Diệp Huyên cười nói, cũng không biết họ sao rồi nhỉ. Đi thôi. Nói xong, hắn nhún chân nhảy lên người Đế Huyền phóng thẳng lên trời rồi biến mất ở cuối chân trời xa xa. Trên đường đi,
Đế Khuyển lên tiếng, thần Vũ Thành e cũng là nơi yêu nghiệt tụ tập đấy. Diệp Huyên gật đầu, hình như Mạc Tà cũng đến thần Vũ Thành. Mạc Tà. Đế Khuyển tiếp lời, nếu tên kia cũng đến thì chắc chắn ở đó sẽ rất náo nhiệt. Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy, ta có chút mong đợi rồi đây. Thần Vũ Thành. An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Mạc Tà, Liên Nhi. Rất nhiều người thân quen. Diệp Huyên bật cười, đế huynh, tăng tốc nào. Đế Khuyển bật nhảy lên cao, ngay lập tức biến mất ở phía cuối xa xăm. Chương 1308, vì đây có thể là hy vọng cuối cùng của họ. Diệp Huyên và Đế Khuyển vừa biến mất không lâu thì một cái bóng đỏ chợt xuất hiện. Cái bóng đỏ nhìn theo Đế Khuyển và Diệp Huyên ở phía xa, thì thào thần Vũ Thành. Sợ là các ngươi sẽ không đến thần Vũ Thành được rồi. Thần Vũ Thành. Đó là vùng đất cấm kỵ, một khi Diệp Huyên bước vào thần Vũ Thành thì ngay cả tinh chủ cũng không dám tùy tiện với tay đến thần Vũ Thành. Do đó, hễ ai muốn cướp bảo vật của Diệp Huyên nhất định sẽ ra tay trước khi Diệp Huyên vào thần Vũ Thành. Bởi vì đây có thể là cơ hội ra tay tốt nhất của họ. Cái bóng đỏ đứng tại chỗ lẩm bẩm, nhức đầu thật đấy. Sau khi thấy Diệp Huyên giết ông lão của Trật Tự Môn, thật ra hắn ta cũng hơi do dự. Do dự rốt cuộc có nên tiếp tục nhằm vào Diệp Huyên hay không? Vì Diệp Huyên quá yêu nghiệt. Hơn nữa thực lực của Diệp Huyên hiện tại đã khá nghịch thiên, và lại đằng sau hắn còn có cao thủ bí ẩn. Một khi bất cẩn, chẳng những không chiếm được bảo vật mà còn chuốc vạ vào thân. Nhưng nếu cứ vậy mà từ bỏ lại không cam lòng lắm. Bởi vì món bảo vật kia của Diệp Huyên đã vào ngũ duy. Đây là sự cám dỗ mà tất cả cao thủ đều không thể chối từ. Nghe đồn sau khi vào ngũ duy sẽ là một thế giới mới khác. Có thể đột phá bình cảnh của mình, hơn nữa có thể bất tử. Trong số các cao thủ cấp bậc lão quái vật kia không ai có thể khước từ sự cám dỗ này. Vì đây có thể là hy vọng cuối cùng của họ. Một lát sau, bóng đỏ lẩm bẩm, dù thế nào cũng phải cược một lần. Nếu không thì khác gì kẻ không có tham vọng. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một ngày sau, trong tinh không mênh mông. Trên tàu đế tinh, Diệp Huyên nhìn tinh không xa xăm, khẽ lên tiếng, còn nửa ngày nữa là có thể vào thần Vũ Thành rồi. Vừa nói tới đây, hắn như nghĩ đến gì đó, lập tức cau mày, dừng lại. Dứt lời, tàu đế tinh dừng lại. Đế Khuyển nhìn Diệp Huyên, sao thế? Diệp Huyên bảo, đế huynh, vào tháp đi. Chương 1309, còn người khác nữa. Đế Khuyển liếc nhìn xung quanh, ý ngươi là có thể có ai đó đang theo dõi chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, không phải có thể, phải là chắc chắn có người. Nói xong hắn nhìn khắp bốn phía, tinh không xung quanh tĩnh lặng không một bóng người. Nhưng hắn biết chắc chắn đang có người trong bóng tối. Đế Khuyển gật đầu, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Diệp Huyên cất tàu đế tinh rồi biến mất ở cách đó không xa. Diệp Huyên không đi thẳng tới thần Vũ Thành mà cứ lang thang trong tinh không bao la. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên tiến vào một tinh cầu tĩnh mịch. Diệp Huyên đứng trên không trung nhìn lướt qua bốn phía, linh khí của tinh cầu này đã cạn kiệt, là một tinh cầu chết. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ cong lên, hắn lập tức hóa thành một tia kiếm quang biến mất không còn tung tích. Diệp Huyên vừa đi không lâu, một cái bóng đỏ bỗng xuất hiện. Hắn ta nhìn về nơi xa thì thào, phát hiện rồi sao? Nói đến đây, hắn ta quay phát lại nhìn, còn người khác nữa. Còn người khác. Bóng đỏ nhìn về nơi Diệp Huyên biến mất ở phía xa, cười khẽ cái tên giảo hoạt. Dứt lời, hắn ta lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau Diệp Huyên đi vào trong dãy núi Bạt Ngàn, hắn không dùng long hồn để tăng mạnh thần thức của mình. Vì nếu dùng long hồn, hắn phát hiện đối phương thì đối phương cũng có thể sẽ phát hiện ra hắn. Nếu là một người thì hắn không thèm để ý, nhưng ngộ nhỡ là nhiều người, hắn làm vậy rõ là đang buộc tất cả họ phải ra tay. Chỉ chốc lát tốc độ của Diệp Huyên đột nhiên tăng vọt, lúc này hắn dùng đạo tắc không gian để tăng tốc độ lên đến mức cao nhất, ngay sau đó hắn dùng khí hỗn độn để ẩn thân. Trong dãy núi, Diệp Huyên đang lẳng lặng ngồi trên cây.
Cứ vậy qua khoảng nửa canh giờ sau, một người áo đen bỗng xuất hiện phía trên đầu hắn. Diệp Huyên lặng khí ngưng thần, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau người áo đen kia đột nhiên biến mất. Hắn ta vừa biến mất không lâu lại có một ông lão xuất hiện, ông lão đứng yên tại chỗ hồi lâu mới bỏ đi. Diệp Huyên vẫn không động đậy. Chẳng mấy chốc, một cô gái chợt xuất hiện ở phía trước Diệp Huyên không xa. Cô gái mặc bộ váy lụa đen rất mỏng, vóc dáng hoàn hảo, tóc dài xõa vai, vì ả ta quay lưng về phía Diệp Huyên nên Diệp Huyên không thấy mặt của ả. Cô gái đột nhiên dựa vào thân cây, ả ta cứ vậy mà dựa, không hề có ý định rời đi. Diệp Huyên đang ẩn thân sầm mặt lại. Chương 1310, bị chém làm hai nửa. Bằng cách này, cho đến khi màn đêm buông xuống, cô gái vẫn không có ý định rời đi. Vầng trăng sáng treo lơ lửng ở cuối trời, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lúc này Diệp Huyên bước ra từ trong bóng tối. Cô gái cười khẽ cuối cùng cũng chịu ra rồi à. Nói xong, ả ta xoay lại nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cô gái, ả đeo khăn che mặt màu đen, chỉ có thể thấy một đôi mắt. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, cô phát hiện ra ta. Cô gái cười không đáp. Diệp Huyên lắc đầu, không đúng, người biết ta ở đây nhưng không biết vị trí cụ thể của ta. Cô gái cười nói, phương pháp ẩn thân của Diệp công tử quả thật rất mạnh, tiếc là cảnh giới của Diệp công tử còn thấp, nếu không thì e rằng đến cả bóng dáng của Diệp công tử chúng ta cũng không đuổi theo kịp. Diệp Huyên bước tới trước mặt cô gái, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các hạ đến vì món bảo vật kia phải không? Cô gái gật đầu, phải, cũng không phải. Diệp Huyên cười bảo, ta cũng có chút hứng thú rồi đây. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không biết Diệp công tử có hứng thú gia nhập chúng ta không? Diệp Huyên hỏi, gia nhập vào các cô. Cô gái gật đầu, chỉ cần Diệp công tử đồng ý, chúng ta sẽ bảo đảm Diệp công tử không gặp nguy hiểm nữa. Diệp Huyên cười hỏi, các ngươi là thế lực nào? Cô gái lắc đầu, xin lỗi, tạm thời không thể nói. Diệp Huyên suy nghĩ rồi hỏi tiếp, mời ta gia nhập, các ngươi hẳn không đơn giản vậy đâu nhỉ? Cô gái mỉm cười, có một điều kiện nhỏ, đó là Diệp công tử phải giao một hồn một phách, tất nhiên chúng ta có thể cam đoan sẽ không làm tổn thương Diệp công tử, không chỉ vậy mà còn tận lực đào tạo Diệp công tử. Ha ha! Diệp Huyên đột nhiên bật cười. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nụ cười trên mặt ả dần vụt tắt. Lúc này cô gái chợt biến sắc, ả ta trưởng một phát về trước. Ầm ầm. Cú trưởng này khiến không gian trước mặt ả bật nát, cùng lúc đó ả ta điên cuồng lùi lại, khi ả lùi lại thì có một thanh kiếm chém xuống sát ngay mũi ả. Nếu ả ta chậm thêm chút nữa, mũi ả sẽ bị chém làm hai nửa. Cô gái đeo khăn che mặt lùi ra xa trăm trượng, vừa dừng lại, mặt ả lại biến sắc. Vì hai tia kiếm quang đã xuất hiện đằng sau ả từ lúc nào chẳng hay, hai thanh kiếm này như đã đợi ả sẵn ở đây. Chương 1311, máu tuôn như suối. Cùng lúc đó, cô gái đeo khăn che mặt xoay người xông thẳng về trước, không gian ở những nơi ả ta đi qua đều nứt toác ra từng khúc. Ầm ầm. Ở phía xa, một tiếng nổ bỗng vang lên, một bóng người bay thẳng ra ngoài. Bóng người này chính là Diệp Huyên. Trên không trung, cơ thể Diệp Huyên nứt ra. Cô gái đeo khăn che mặt lạnh lùng nhìn Diệp Huyên bay ra ngoài, người còn non. Vừa nói tới đây, ả ta lập tức biến sắc không. Dứt lời, cổ họng ả ta liền rách ra. Mọi thứ đột nhiên bình thường trở lại, kể cả không gian bị ả ta chấn vỡ trước đó lúc này cũng khép lại như cũ. Còn Diệp Huyên bị nứt thân thể khi nãy vẫn đứng trước mặt ả ta y nguyên. Cô gái đeo khăn che mặt nhìn Diệp Huyên một cách khó tin, ngươi. Sao ngươi có thể? Diệp Huyên không nói lời nào, lấy tử nguyên tinh ra bắt đầu cắn nuốt. Mộng cảnh. Vừa rồi hắn thi triển mộng cảnh ba tầng, nhưng mộng cảnh ba tầng này đã làm tiêu hao quá nhiều. Nhiều đến nỗi hắn suýt không chịu đựng được. Cô gái đeo khăn che mặt đứng trước Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào hắn, vừa rồi ngươi đã làm gì ta? Ả ta vốn định bỏ thân thể, nhưng giờ ả mới phát hiện linh hồn của mình cũng không thể động đậy. Làm gì sao? Diệp Huyên nhìn cô gái,
cười bảo, người đoán xem. Cô gái đeo khăn che mặt nhìn chằm chằm Diệp Huyên một cách thù hằn, người không sống được lâu đâu, họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên giơ tay vung kiếm, đầu của ả ta bay thẳng ra ngoài. Máu tuôn như suối. Lúc này đế khuyển bỗng lên tiếng, nhóc con, người không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao? Diệp Huyên hờ hững đáp, đâu phải nữ nhân của ta, tiếc cái cọng lông ấy. Nói xong, hắn lấy nhẫn chứa đồ của cô gái đeo khăn che mặt rồi biến mất ở cách đó không xa. Đế khuyển. Một vị trí trong hang động, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, cố gắng hết sức hấp thu lấy tử nguyên tinh. Thi triển ba lần cảnh trong mơ trước đó làm tiêu hao sức lực của hắn quá nhiều. Với thực lực hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ thi triển được 4 lần cảnh trong mơ thôi. 4 lần cảnh trong mơ chính là giới hạn lúc này của hắn. Mà hắn bây giờ không cần dùng đến kiếm thần vương và thần vương tỏa thì cũng đủ giết chết cao thủ cấp bậc tạo hóa rồi. Chương 1312, kiếm trần hồn. Cảnh giới tạo hóa đã không còn uy hiếp được hắn rồi. Đương nhiên hắn cũng không dám lơ là, phải biết rằng trong cảnh giới tạo hóa cũng có phân thành mạnh yếu. Ước chừng một canh giờ sau, cơ thể Diệp Huyên đã phục hồi không ít, hắn lấy nhẫn chứa đồ của cô gái đeo khăn che mặt ra, thế nhưng thần thức vừa chuyển động thì hắn lập tức sững người. Trong nhẫn chứa đồ, ngoại trừ một tấm lệnh bài màu đen thì chẳng còn thứ gì khác cả. Hắn nhẹ nhàng tiến về thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành. Lần này, Diệp Huyên lựa chọn lặng lẽ đi đến thần Vũ Thành. Hắn vốn không sợ những người núp trong bóng tối đó. Chỉ là bây giờ không muốn dây dưa với những người này, vì bọn họ đều không phải chính chủ. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng gặp được mấy người Diệp Liên thôi. Một ngày sau, cuối cùng Diệp Huyên cũng đi vào tinh vực thần vũ. Tinh vực thần vũ, tinh vực này cũng không lớn, hay nên nói là nó rất nhỏ, chỉ có một tòa thần vũ thành. Mà thần vũ thành nho nhỏ này lại là một nơi khiến vô số thế lực cực kỳ kiêng dè. Rất nhanh. Diệp Huyên đã nhìn thấy một tòa thành cổ trong tinh không. Thành rất lớn, nhìn cũng không thấy điểm cuối, mà trên bầu trời thần Vũ Thành lại có hai pho tượng rất lớn. Một cô gái cầm thương dài trong tay và một người đàn ông cầm bội kiếm. Nhìn thấy người đàn ông này Diệp Huyên liền sững người, sao lại trông quen mắt như vậy? Ngay lúc này, tại chỗ đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, rồi, một bàn cờ to lớn hiện ra. Ngay lập tức có 4 quân cờ liên tục vây xung quanh hắn, 2 đen 2 trắng. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, những người này đã phát hiện ra mình rồi. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên đi ra từ trong khe nứt không gian, ông lão đang muốn nói chuyện, thì bỗng Diệp Huyên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã ở trước mặt ông lão, cùng lúc đó còn có thêm 2 luồng kiếm quang. Diệp Huyên cầm kiếm trần hồn. Lần này ra chiêu. Hắn dứt khoát không hề nương tay. Ông lão khẽ sửng sốt, bởi vì ông ta không ngờ rằng Diệp Huyên sẽ trực tiếp ra tay. Mà lúc ông ta ngây ra đó, Diệp Huyên chiếm lấy cơ hội, thế nhưng ông lão cũng phản ứng không chậm, bàn tay phải ông ta nhẹ nhàng đè xuống. Một luồng sức mạnh cực lớn từ trong người ông ta trào dâng, luồng sức mạnh này mạnh mẽ dồn ép, chặn đứng 2 luồng kiếm quang của Diệp Huyên. Không chỉ vậy mà bản thân hắn cũng bị chấn liên tục lùi về sau. Thấy Diệp Huyên bị đánh lui, ông lão khẽ nhếch miệng cười lạnh, mà ngay lúc này, đồng tử ông ta co lại, đầu bay ra ngoài. Sau lưng ông ta, Diệp Huyên cầm chặt kiếm chấn hồn chém xuống. Ha! Không gian bị kiếm chấn hồn chém nứt toạc cả ra, rồi Diệp Huyên dựa vào pháp tắc không gian, trực tiếp thoát ra khỏi trận pháp đó, giây tiếp theo. Hắn đã xuất hiện ở phía ngoài cách nghìn trượng. Diệp Huyên chạy thẳng đến thần Vũ Thành. Nhưng một cây thương dài bất ngờ xuất hiện từ phía chân trời, phóng thẳng qua không trung. Diệp Huyên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cây thương dài kia, cây thương như một tia chớp vô cùng chói mắt. Lúc này, một tia kiếm quang bỗng chém xuống cây thương dài đó. Chương 1313, đây là đang làm trò gì vậy? Cây thương dài mạnh mẽ bị luồng kiếm quang này chặn lại. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên cầm thương lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đúng là đã xem thường.
Ông ta vừa nói đến đây thì Diệp Huyên ở bên dưới chợt phóng lên trên, người đàn ông trung niên khẽ nheo mắt, đâm một thương xuống. Ầm. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên quay lại vị trí ban đầu. Hắn cúi đầu kiểm tra cánh tay của mình, tay cầm đã bị nứt ra. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông cầm thương trong không trung, như hắn đã dự liệu, đối mặt với những người cao hơn mình vài cảnh giới, nếu không đánh úp bất ngờ thì rất khó để giết được đối thủ. Trong không trung, người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ánh mắt đều là sự đề phòng. Không dám sơ suất. Từ lúc Diệp Huyên giết ông lão kia chỉ trong tích tắc, người đàn ông trung niên đã coi hắn như đối thủ cùng cấp bậc. Bởi vì thực lực của ông ta và ông lão kia không chênh lệch bao nhiêu. Người đàn ông cầm thương dài nhìn xuống Diệp Huyên, để lại bảo vật kia, người thì đi đi. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi ngược lại, thật sao? Người đàn ông cầm thương nheo mắt, đừng có dở trò. Diệp Huyên lắc đầu, không dở trò. Ta để nó lại thì ông thật sự sẽ để ta đi. Sắc mặt người đàn ông cầm thương trùng xuống, ông ta cứ nhìn Diệp Huyên chằm chằm như vậy. Trực giác nói cho ông ta biết, Diệp Huyên sẽ không dễ dàng giao bảo vật đó ra như vậy được. Diệp Huyên nhìn người đàn ông cầm thương, ông không cần sao. Người đàn ông cầm thương nhìn Diệp Huyên chằm chằm, tốt nhất ngươi đừng có chơi xấu. Diệp Huyên gật đầu, hy vọng ông nói thì giữ lời. Hắn vừa dứt lời, giữa hai hàng mày chợt xuất hiện một tháp nhỏ hư ảo, rất nhanh, tòa tháp nhỏ hư ảo này rời khỏi giữa lông mày Diệp Huyên. Nhìn thấy tháp nhỏ hư ảo, ánh mắt người đàn ông cầm thương bỗng chốc trở nên nóng rực. Mà lúc này Diệp Huyên lại nói, đưa nó cho ông rồi đấy nhé. Cáo từ. Nói xong hắn quay người chạy đi. Hắn thật sự chạy đi. Trong tháp giới ngục, đế khuyển cũng sững người. Bởi vì Diệp Huyên thật sự bỏ lại tháp giới ngục rồi trốn biệt mất. Đây là đang làm trò gì vậy? Mà trong không trung, người đàn ông cầm thương cũng ngỡ ngàng, thật sự chạy rồi sao? Không nghĩ gì nhiều, thân hình người đàn ông cầm thương khẽ run lên, cả người xông về phía tháp giới ngục. Mà ngay lúc đó, rất nhiều hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong sân. Chỉ trong giây say, một tiếng nổ vang trời vang lên ở giữa sân. Người đàn ông cầm thương trực tiếp bị chấn đến mức bay ra ngoài đến trăm trượng. Chương 1314, mà tháp giới ngục cũng không hề mất đi. Mà xung quanh tháp giới ngục lại xuất hiện thêm một ông lão không biết đến từ lúc nào cùng với hai người áo đen và một bóng người áo đỏ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông cầm thương lập tức trở nên hung tợn, sau đó ông ta trực tiếp xông qua. Đại chiến. Rất nhanh chóng. Mấy vị cao thủ xung quanh tháp giới ngục bắt đầu tranh giành kịch liệt. Mà ở một nơi bí mật, Diệp Huyên đang lặng lẽ quan sát. Đương nhiên Diệp Huyên không lo lắng cho tháp giới ngục, bởi vì hắn phát hiện bây giờ tháp giới ngục vô cùng kinh khủng. Trước đây, lúc ở cổ ma tộc, tháp giới ngục này đã lộ ra một chút thực lực, cả cao thủ tạo hóa chắc chắn cũng không thể chống lại được. Hơn nữa, nếu tháp giới ngục này thật sự phải rời đi thì đối với hắn, đó cũng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn đã không còn quá dựa dẫm vào tháp giới ngục, mà ngược lại, nguyên do bởi vì tháp giới ngục nên lúc nào hắn cũng phải lo lắng đề phòng, lo sợ tầng thứ 6 sẽ chạy ra bất kỳ lúc nào. Hắn thà rằng đối mặt với kẻ thù bên ngoài, chứ cũng không muốn đối mặt với mấy người trong tháp giới ngục đó. Không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, Diệp Huyên nhìn ra phía xa. Trong tinh không, mấy vị cao thủ đang điên cuồng đánh nhau. Không thể không nói, những người này đều vô cùng mạnh. Nếu như âm thầm đánh lén, đánh đòn phủ đầu thì hắn nắm chắc có thể giết chết đối phương ngay, nhưng nếu như giao đấu chính diện thì hắn không nắm được phần thắng quá nhiều. Hết cách rồi, cảnh giới của đối phương so với hắn thì cao hơn nhiều. Chính lúc này, người đàn ông cầm thương lúc nãy trực tiếp bay ra ngoài, xa đến cả nghìn trượng, cùng lúc đó, cả cánh tay trái của ông ta đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt người đàn ông cầm thương vô cùng u ám, ông ta nhìn mấy người ở cách đó không xa, do dự vài lần, cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi đó. Ông ta đã mất đi tư cách tranh giành bảo vật. Người đàn ông cầm thương biến mất ở nơi xa xôi một cách nhanh chóng, ước chừng một khắc sau, ông ta đột ngột chững lại, khi vừa dừng thì một luống kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa trán ông ta.
Người đàn ông cầm thương trợn tròn hai mắt, nhìn đối phương chằm chằm, ngươi. Sau lưng người đàn ông cầm thương chính là Diệp Huyên đang thu hồi kiếm, sau đó hắn lấy luôn cây thương dài và nhẫn chứa đồ của đối phương, sau đó thân hình hắn khẽ chuyển động, lập tức biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên một lần nữa xuất hiện ở nơi xảy ra đại chiến, tháp giới ngục vẫn còn. Mà tháp giới ngục cũng không hề mất đi. Nhìn thấy mấy người đang chiến đấu gay cấn, khóe môi Diệp Huyên khẽ nhếch, hắn cứ lẳng lặng quan sát như vậy. Qua một lúc lại có một người rút lui khỏi trận chiến, sau khi thiếu một người thì Diệp Huyên cũng biến mất theo. Chương 1315, có để người ta sống nữa hay không? Hắn cũng không lập tức hành động, bởi vì nếu ra tay ngay thì mấy người đang quyết chiến kia chắc chắn sẽ liên thủ đối phó với hắn, vì thế, hắn đợi sau khi người rút lui kia rời đi khá xa rồi mới quyết định ra tay. Một kiếm đoạt mạng. Kiếm chấn hồn lại thêm đạo tắc mộng cùng với đạo tắc không gian thì ngay cả linh hồn đối phương cũng không có cơ hội trốn thoát. Mà trong sân lúc này chỉ còn lại ba người đang tranh giành tháp giới ngục. Một ông lão, một bóng người áo đỏ với một cô gái mặc áo choàng đen. Chép mới luôn có tại thăng TGUM chuyện, ME thăng. Điều khiến Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, đó là cô gái là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu rất mạnh. Trong ba người thì thực lực ông lão yếu hơn đôi chút. Mà ngay lúc này, nữ kiếm tu kia cùng với bóng người áo đỏ đột nhiên liên thủ, sắc mặt ông lão chợt thay đổi, lập tức muốn bỏ chạy, thế nhưng kiếm của cô gái áo đen lại nhanh hơn, trực tiếp chặn ông ta lại. Một lát sau xung quanh tháp giới ngục chỉ còn lại bóng người áo đỏ cùng với cô gái kiếm tu. Hai người cũng không bắt đầu ra tay mà cứ rằng co như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên bóng người áo đỏ nói, đi ra đi. Đi ra. Trong chỗ tối, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đối phương đã phát hiện ra mình rồi sao? Ở phía xa, đột nhiên bóng người áo đỏ quay người nhìn về vị trí của Diệp Huyên, thấy vậy Diệp Huyên đã biết đối phương thật sự đã phát hiện ra mình rồi. Diệp Huyên cũng không núp nữa, đi ra ngoài, hắn nhếch miệng cười, chào hai vị. Nữ kiếm tu lạnh lùng nhìn Diệp Huyên. Không nói gì. Diệp Huyên cũng quan sát nữ kiếm tu, không thể không nói dáng vẻ nữ kiếm tu này vô cùng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt quá lạnh lẽo, không hề dịu dàng chút nào. Bóng người áo đỏ khẽ cười nói, người muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Diệp Huyên lắc đầu, tháp thì ta đã lấy ra rồi. Chỉ cần hai vị có thực lực thì có thể lấy đi bất kỳ lúc nào. Bóng người áo đỏ cười nói, hai người chúng ta liều mạng ngươi sống ta chết, sau đó ngươi lại đến giải quyết chúng ta. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, xem ra hai người chuẩn bị liên thủ giết chết ta trước rồi. Nữ kiếm tu lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm trong tay nàng ta run lên giường như muốn ra khỏi vỏ. Bóng người áo đỏ đột nhiên nói, Diệp Huyên, chúng ta biết ngươi không hề đơn giản, chúng ta chỉ muốn lấy bảo vật này chứ không muốn tiêu diệt ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ lại bảo vật này thì chúng ta chắc chắn sẽ không làm phiền đến ngươi. Diệp Huyên cười nói, được, vậy ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chương 1316, sợ mà ngươi vẫn không chạy. Qua một lúc lâu, bóng người đỏ nhẹ giọng nói, thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành. Diệp Huyên đã đến trước cổng thành thần Vũ Thành, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên không. Mắt ngắm hai pho tượng trong không trung. Một nam một nữ. Nữ cầm thương dài trong tay, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mà nam thì lại mặc quần áo xanh đen, bên hông có dắt một thanh kiếm. Thanh kiếm này có chút quen mắt. Diệp Huyên cảm giác như đã từng thấy thanh kiếm này ở đâu rồi, mà lúc này một tầng áp lực nặng nề từ sau lưng hắn đánh úp tới. Diệp Huyên hoảng sợ trong lòng, vội xoay người lại. Ở trước mặt hắn không xa là một con rồng đen to lớn đang lao tới từ trong không trung. Mà trên thân rồng lớn là một người đàn ông mặc áo gấm. Con rồng đen lớn cứ lao xuống như vậy mà không hề có ý định dừng lại, Diệp Huyên cũng không ý định tránh né. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đàn ông trung niên này đánh một quyền về phía trước. Ầm ầm. Con rồng đen bị buộc phải dừng lại trong không trung. Rồng lớn lập tức nổi giận, gầm gừ với người đàn ông trung niên, còn muốn lao xuống lần nữa. Người đàn ông áo gấm bỗng vỗ nhẹ con rồng,
Con thú lập tức ngừng lại nhưng vẫn còn tức giận nhìn người đàn ông trung niên phía dưới. Người đàn ông áo gấm bay xuống dưới rồng lớn, hắn ta đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, không biết vì sao các hạ lại ra tay với ta. Người đàn ông trung niên nhìn người đàn ông áo gấm, ở đây là thần Vũ Thành. Người đàn ông áo gấm vung hai tay, ra vẻ vô tội nói, ta cũng chưa làm gì cả mà. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt người đàn ông áo gấm, nhẹ giọng nói, nể mặt cha ngươi, ta cho ngươi một lời khuyên, khiêm tốn một chút đi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Người đàn ông áo gấm cười lớn, khiêm tốn, ta cũng muốn khiêm tốn đây, nhưng tiếc là, thực lực lại không cho phép thôi. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía thần Vũ Thành, hình thiên ta tới rồi, hãy run rẩy lo sợ đi. Bên kia, Diệp Huyên khẽ lắc đầu, xoay người tiến về phía thần Vũ Thành. Đúng lúc này, người đàn ông áo gấm tên hình thiên kia lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn mà nhếch môi, vừa nãy ngươi không sợ à? Diệp Huyên nghĩ một lúc rồi nói, rất sợ. Hình đế khẽ nheo mắt, sợ mà ngươi vẫn không chạy. Diệp Huyên đáp, căng thẳng quá nên quên mất. Chương 1317, muốn vào kiếm tông ta. Hình thiên khẽ sững người, sau đó lại cười lớn, hắn ta vỗ vỗ vai Diệp Huyên, ta còn thiếu một đàn em, ngươi cứ làm đàn em ta đi. Diệp Huyên. Hình thiên lạnh nhạt nói, thế nào, không muốn. Diệp Huyên lắc đầu, chuyện này, có lợi lộc gì không? Lợi lộc. Hình thiên đánh giá Diệp Huyên, ta nhận ngươi làm đàn em, ngươi còn đòi lợi lộc. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đương nhiên. Không có lợi lộc gì thì chẳng phải cái chức đàn em quá rẻ rúng sao. Hơn nữa, ngươi cũng chẳng có danh tiếng gì cả. Hình thiên ngẫm nghĩ, lại nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý, ngươi muốn lợi lộc gì. Diệp Huyên nói, đại ca cứ xem rồi cho là được. Hình thiên khẽ cong ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, hắn liếc mắt nhìn, bên trong nhẫn chứa đồ có 1.000.000 miếng tử nguyên tinh. Không thể không nói. Tên này khá là hào phóng. Hình thiên vỗ vỗ vai Diệp Huyên, cười lớn, kể từ bây giờ, ngươi chính là đàn em của ta, sau này ở thần Vũ Thành có bị bắt nạt thì trực tiếp nói ra tên của ta. Nói xong, hắn ta xoay người chạy thẳng vào thần Vũ Thành. Diệp Huyên đứng tại chỗ khẽ gật đầu, ta nhất định sẽ nói tên của đại ca. Nói rồi hắn cũng đi vào thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành rất sầm uất. Hơn nữa Diệp Huyên còn phát hiện ra là nơi này có rất nhiều kiếm tu, nhiều vô kể. Người đi trên đường, cứ 10 người thì cũng có đến 4 người là kiếm tu. Mà còn rất mạnh. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ về kiếm tông kia rồi. Nghe ngóng được một lúc, Diệp Huyên liền đi về hướng kiếm tông. Không lâu sau, hắn đã đến được bên dưới núi kiếm tông, dưới chân núi kiếm tông người đến người đi đều rất nhiều, đều là kiếm tu cả. Kiếm đạo. Mấy năm nay, kiếm đạo của hắn đều là tự do phát triển, rất ít được người khác hướng dẫn, vì vậy hắn vẫn rất khao khát đối với tông môn kiếm tu như thế này. Nếu như có người hướng dẫn thì hắn chắc chắn có thể bớt được khá nhiều đường vòng trên con đường kiếm đạo này. Diệp Huyên đi theo hướng lên núi, khi hắn đến được trước thềm đá phía dưới thanh kiếm lớn, thì một ông lão cầm kiếm ngăn hắn lại. Ông lão nhìn Diệp Huyên, muốn vào kiếm tông ta. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão chỉ sang bên phải, nếu muốn vào kiếm tông ta thì trước tiên phải thông qua thử thách. Diệp Huyên nhìn sang bên phải, cách đó mấy chục trượng bên phải có một bục hình tròn rất lớn, lúc này có một kiếm tu trẻ tuổi đang đứng trên bục hình tròn, dường như đối phương đang khảo nghiệm gì đó. Chương 1318, kiếm thật nhanh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đi đến phía dưới bục hình tròn, hắn ngẩng đầu nhìn. Kiếm tu trẻ tuổi bên trên bục tròn đang giao đấu với một người gỗ. Nhìn thấy người gỗ này, Diệp Huyên hơi sửng sốt. Bởi vì người gỗ này giống y hệt với người gỗ bên trong tháp giới ngục kia của hắn. Chỉ là, ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau như đúc thì thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Hắn hoàn toàn không đánh lại người gỗ của mình. Mà ngay lúc này, thanh niên trên bục tròn đột nhiên lùi về sau liên tục. Khi lui đến bên rìa thì hắn ta liền xoay người, kiếm trong tay chém vào eo của người gỗ từ một góc độ kỳ lạ. Người gỗ cũng liên tục lùi lại.
Lúc này, một ông lão trên đài nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi qua. Biểu cảm người đàn ông trẻ tuổi trở nên nhẹ nhõm, trên mặt không giấu được nụ cười, hắn nhìn ông lão, nhẹ nhàng thi lễ sau đó xoay người rời đi. Thấy vậy, ánh mắt rất nhiều người trong sân đều là hâm mộ. Kiếm tông. Đây là tông môn kiếm tông mạnh nhất hiện nay, chỉ cần được gia nhập thì không chỉ có tài nguyên tu luyện, mà còn tương đương với việc đã có chỗ dựa vững chắc. Ở thế giới kẻ mạnh mới được tôn trọng này, có chỗ dựa là vô cùng quan trọng. Rất nhanh chóng, từng kiếm tu lần lượt lên đài, có thất bại, cũng có thành công. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Huyên đi lên bục tròn. Ông lão bên cạnh nhìn Diệp Huyên, bắt đầu. Diệp Huyên gật đầu. Hắn vừa gật đầu thì người gỗ trước mặt đột nhiên xông về phía hắn, nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì không biết từ lúc nào, một thanh kiếm đã đâm vào ngay giữa hàng lông mày của người gỗ. Trong sân, tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn Diệp Huyên. Lúc này, vẻ mặt ông lão bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bởi vì vừa nãy, ông ta cũng không hề nhìn thấy Diệp Huyên ra kiếm như thế nào. Kiếm thật nhanh. Chương 1319, đa tạ tiền bối quá khen. Diệp Huyên liền đi theo. Trong sân, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhìn. Đúng là khoa trương. Lần này Diệp Huyên đến kiếm tông thì cũng không định che giấu thực lực bản thân, bởi vì hắn biết rất rõ, không bao lâu nữa, tầng lớp bên trên của kiếm tông có thể đều sẽ biết đến hắn. Hơn nữa, hắn hiểu rõ một chuyện, thực lực hắn phát huy ra càng lớn mạnh thì kiếm tông sẽ càng coi trọng hắn. Qua một lúc, ông lão đưa Diệp Huyên đến trước đại điện, ông lão khẽ thi lễ với đại điện. Một lúc sau, một âm thanh từ trong đại điện truyền đến, vào đi. Ông lão nhìn sang Diệp Huyên, hắn khẽ gật đầu rồi đi vào. Bên trong đại điện rất rộng lớn, chỉ có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Huyên, hắn nói người rất xuất sắc. Chứng minh cho ta xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, một giây sau, hai thanh phi kiếm lẳng lặng xuất hiện ở hai bên trái phải của người đàn ông trung niên. Trong tay người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện một thanh kiếm, sau đó, ông ta chém vào hai bên trái phải, hai luồng kiếm quang của Diệp Huyên lập tức bị chém bay. Nhưng vào giây phút ấy, Diệp Huyên đã ở ngay trước mặt ông ta, hắn cầm kiếm chém mạnh về phía đối phương. Người đàn ông trung niên cầm kiếm chặn ngang. Sau khi một kiếm này của Diệp Huyên chém xuống, người đàn ông trung niên lập tức giật lùi về sau nhưng ngay giây sau đã dừng lại. Mà khi ông ta vừa ngừng thì hai thanh phi kiếm lại xuất hiện sau lưng. Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, vừa xoay thân, một luồng kiếm quang liền chấn bay ra. Hai thanh phi kiếm của Diệp Huyên trực tiếp bị đánh bay. Ở ngoài xa, Diệp Huyên không tiếp tục ra tay. Nếu hắn còn tiếp tục ra tay thì người đàn ông trung niên cũng sẽ thua thôi. Hắn muốn chứng minh bản thân với kiếm tông. Không phải đến để đắc tội với người ta. Người đàn ông trung niên thu kiếm lại, ông ta nhìn Diệp Huyên, ánh mắt nghiêm túc, phi kiếm này của ngươi, tốc độ thật sự rất nhanh. Diệp Huyên khẽ thi lễ, đa tạ tiền bối quá khen. Thấy Diệp Huyên thi lễ như vậy, trong lòng người đàn ông trung niên cũng gật đầu hài lòng, sau đó ánh mắt trở nên nhẹ nhàng hơn, thực lực ngươi rất mạnh, ta cũng không có gì có thể dạy ngươi. Nói đến đây, ông ta khẽ dừng lại, người đi theo ta. Chương 1320, chàng trai đang tự cao đấy à? Nói rồi ông ta đi ra khỏi đại điện. Diệp Huyên vội đi theo. Người đàn ông trung niên dẫn hắn đi đến đỉnh núi phía sau, bên trên đỉnh núi có một căn nhà tranh, ở phía trước căn nhà là một vườn rau xanh. Trong vườn rau, một ông già đang trồng rau ở đó. Cao nhân. Đây là ấn tượng đầu tượng khi Diệp Huyên nhìn thấy ông lão. Phàm là những người quét rác, trồng rau như vậy, chắc chắn đều là tuyệt thế cao nhân cả. Người đàn ông trung niên đưa Diệp Huyên đến trước mặt ông lão, ông ta khẽ thi lễ, lão đồ, tiểu sư thúc có ở đây không? Ông lão đặt đồ vật trong tay xuống, sau đó lắc đầu, không biết đi đến đâu rồi. Sao vậy, có chuyện gì à? Người đàn ông trung niên gật đầu. Ông ta nhìn sang Diệp Huyên, có một tên nhóc xuất hiện,
ta thấy cũng không tệ, muốn tiến cử cho tiểu sư thúc. Lão đầu nhìn Diệp Huyên, ông ta đánh giá Diệp Huyên, để hắn đợi ở đây đi. Người đàn ông trung niên do dự chốc lát sau đó gật đầu, rồi ông ta nhìn Diệp Huyên, người ở đây đợi một lát, kiếm đạo của tiểu sư thúc vô song, nếu ngươi có thể bái ông ấy làm thầy thì có lợi rất lớn cho việc nâng cao kiếm đạo của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Người đàn ông trung niên xoay thân rời đi. Diệp Huyên đi đến trước mặt lão đồ, chào tiền bối. Lão đồ lạnh nhạt nói, đừng có nịnh nọt ta chỉ là một người trồng rau bình thường. Diệp Huyên. Trồng rau. Diệp Huyên chắc chắn không tin được ông lão này bình thường lại là một tuyệt thế cao thủ. Chuyện đề cử, cương chiều vợ nhỏ trời ban. Diệp Huyên cười khà khà, tiền bối, vậy tiểu sư thúc kia giỏi không? Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, yên tâm đi, chắc chắn không giỏi hơn cậu. Diệp Huyên khẽ nói, thật sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên, chàng trai đang tự cao đấy à? Diệp Huyên lắc đầu, đâu có, ta chỉ muốn mình giỏi hơn chút thôi. Không phải là hắn tự kiêu, mà trình độ kiếm đạo bây giờ của hắn đã đi đến giai đoạn đình trệ, muốn thăng cấp lên nữa thì cũng vô cùng khó khăn. Phương diện kiếm kỹ cũng như thế. Chương 1321, thứ mà họ sợ là đối thủ không đủ mạnh. Thứ mà hắn khao khát bây giờ chính là biết được khuyết điểm của mình. Ông lão buông món đồ trong tay xuống rồi nhìn về phía Diệp Huyên, cậu cảm thấy bây giờ cậu rất giỏi. Diệp Huyên nhìn ông lão, xin tiền bối chỉ giáo. Ông lão lắc đầu, ta chỉ là một người trồng rau thôi. Nói xong, ông ta tiếp tục trồng rau. Diệp Huyên cũng không gượng ép. Hắn đi sang một bên chờ ông lão. Bây giờ hắn chỉ hy vọng tiểu sư thúc kia đủ mạnh. Ở phương diện cảnh giới, bây giờ hắn tạm thời không muốn thăng cấp, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hoàn toàn cảnh giới này. Hắn chỉ muốn nâng cao phương diện kiếm đạo mà thôi. Có thể nói, bây giờ hắn muốn mở mang kiến thức một chút về cao thủ kiếm đạo khác. Kiểu càng mạnh càng tốt. Tất nhiên đừng mạnh như cấp bậc của cô gái váy trắng. Không bao lâu sau, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đó chính là Liên Vạn Lý. Sau khi đi vào Thần Vũ Thành, hắn đã chủ động liên lạc với đám người Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên, mạnh lên rồi. Diệp Huyên nở nụ cười, hắn nhìn về phía sau Liên Vạn Lý, họ đâu rồi? Khóe miệng Liên Vạn Lý hơi cong lên. Bổn vương đến còn không đủ sao? Diệp Huyên cười một tiếng rồi đổi chủ đề, Liên cô nương đến Thần Vũ Thành đã một khoảng thời gian rồi, cô thấy thế nào? Nụ cười trên gương mặt Liên Vạn Lý dần dần biến mất. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, sao thế? Liên Vạn Lý vừa cười vừa nói, nơi đây rất nhiều yêu quái. Rất nhiều. Diệp Huyên hơi ngẩn người ra, sau đó lập tức cười nói, vậy còn không tốt sao? Liên Vạn Lý nói khẽ, bây giờ bổn vương mới thật sự hiểu ra, cái gì gọi là trên trời có trời, trên người có người, núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Huyên gật đầu. Trước đây hắn từng cảm thấy trong thế hệ trẻ này, mình có cực ít đối thủ. Nhưng sau khi gặp được Mạc Tà, hắn mới phát hiện còn có người chẳng hề kém cạnh mình. Mà yêu quái trong Thần Vũ Thành này chắc chắn cũng sẽ không kém hơn hắn và Mạc Tà. Tất nhiên. Điều này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Chương 1322, vẫn mong tiền bối đồng ý. Bất bại thì sẽ không biết được khuyết điểm của mình. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, bổn vương đi đánh nhau đây. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyên vội vã hỏi, đám người Linh Nhi đâu rồi? Liên Vạn Lý không quay đầu lại, họ đang bận, tạm thời không thể đến được. Đợi đến khi bên ngươi xử lý ổn thỏa rồi thì đến võ viện tìm bọn họ. Vừa dứt lời, nàng ta đã biến mất ở tận phía xa xa. Võ viện. Diệp Huyên khẽ gật đầu, mà chính lúc này ông lão ở gần đó đột nhiên nói, bây giờ cậu đã gia nhập kiếm tông, tốt nhất đừng đến võ viện. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, nói với giọng khó hiểu, sao vậy? Ông lão nhẹ nhàng nói, cậu đến võ viện chính là muốn ăn đòn đấy. Diệp Huyên hơi nhíu mày lại, kiếm tông có mối quan hệ đối địch với võ viện.
Ông lão lắc đầu, cũng không hẳn là đối địch, nhưng vẫn có cạnh tranh. Rất nhiều năm trước là cạnh tranh lành mạnh, nhưng dần dần đã hơi biến chất rồi. Dù sao thì hội giáp Hà Nhai của võ viện cũng cảm thấy kiếm tu của chúng ta không bằng bọn họ, còn phía chúng ta lại cảm thấy bọn họ không bằng kiếm tu của chúng ta. Hai bên năm nào cũng có một trận đấu lớn, dần dần, mối quan hệ giữa hai bên càng ngày càng tệ. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Linh Nhi và An Lan Tú đều ở võ viện, Liên Vạn Lý cũng ở võ viện, có phải bản thân mình phải đến võ viện không? Dường như biết Diệp Huyên đang nghĩ gì, ông lão ở bên cạnh đột nhiên nói, cậu nhóc này, cậu sẽ không định đến võ viện đấy chứ? Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, em gái ta ở võ viện, với lại bạn bè ta cũng ở đó. Nói đến đây, hắn quyết định đi tới võ viện. Hắn cũng không muốn sau này mình và em gái với cả đám người An Lan Tú sẽ trở thành thù địch. Kiếm kiếp gì chứ, em gái là to nhất. Đến võ viện. Đúng lúc này, ông lão đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Trong lòng Diệp Huyên chợt cảm thấy kinh ngạc, tốc độ của ông lão này nhanh thật. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, bây giờ cậu là người của kiếm tông. Diệp Huyên nói, tiền bối. Ta vẫn chưa gia nhập kiếm tông mà nhỉ. Ông lão đột nhiên vỗ vào vai Diệp Huyên, chỗ bả vai hắn hiện lên một dấu ấn màu đen nho nhỏ kiếm. Ông lão nhẹ giọng nói, bây giờ cậu đã là người của kiếm tông rồi. Gương mặt Diệp Huyên tối sầm lại, tiền bối, ông làm như thế này là cưỡng ép ta sao? Ông lão lạnh lùng nói, sao nào, gia nhập kiếm tông ta còn thiệt thòi cho cậu hay sao? Diệp Huyên nói, cũng không phải, chỉ là em gái ta ở võ viện, vì vậy ta muốn tới võ viện, vẫn mong tiền bối đồng ý. Ông lão lắc đầu, bây giờ cậu đã là người của kiếm tông. Nếu như cậu đến võ viện, bọn họ không chỉ không tiếp nhận cậu, trái lại còn xem thường cậu. Tự cậu ngẫm lại đi. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão lại nói, cậu cứ yên tâm đi. Kiếm tông sẽ không bạc đãi cậu. Diệp Huyên nhìn xung quanh. Sau đó nói, tiền bối, nếu như ta muốn đi, e là ông cũng không thể cản được ta. Chương 1323. Ông lão khẽ nói, thật sao? Diệp Huyên nở nụ cười, ngay sau đó, người hắn biến mất ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, chân phải của ông lão giẫm nhẹ xuống một cái cành gỗ trước mặt ông ta đột nhiên hóa thành một đường ánh kiếm vụt bay ra xa mấy trăm trượng. Một tiếng ầm bất chợt vang lên, ngay sau đó, một bóng người từ trong không trung ngã thẳng xuống dưới. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên quay người nhìn về phía ông lão, trên đỉnh núi, ông lão bước về phía trước một bước, bước chân này vừa đặt xuống, cả người ông ta đã đến trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm trọng. Lão già này quả thật không phải là người bình thường. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, xuất kiếm. Diệp Huyên gật đầu, ngay sau đó, hai đường ánh kiếm chém thẳng về phía ông lão. Nhưng hai đường ánh kiếm này vừa đến trước mặt ông lão thì dừng lại. Bởi vì hai ngón tay của ông lão đã kẹp lấy hai thanh kiếm khí này. Trong lòng Diệp Huyên chợt cảm thấy run sợ, ông lão này còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ngón tay của ông lão nhẹ nhàng kẹp lại, hai đường ánh kiếm vỡ vụn ầm ầm. Diệp Huyên trầm giọng nói, thực lực của tiền bối thật phi thường. Ông lão nói khẽ, nào, tiếp tục đi. Diệp Huyên lắc đầu, ta đánh không lại ông. Thực lực của ông lão trước mắt chắc chắn còn cao hơn cả hình nhân gỗ trong cơ thể hắn. Đối phương có thể dùng ngón tay kẹp lấy phi kiếm của hắn. Thực lực này đã nghiền ép hắn rồi. Chuyện đề cử, cương chiều vợ nhỏ trời ban. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên một cách lạnh lùng, người trẻ tuổi có tí thực lực đã kiêu ngạo, không biết lượng sức mình. Diệp Huyên gật đầu liên tục, đúng đúng, ông nói cái gì cũng đúng. Ông lão cười khẩy, nhìn cậu như thế này, có phải là không phục? Chương 1324, kết hợp ảo cảnh với kiếm đạo. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc sau đó nói, cũng không phải là cực kỳ không phục. Ông lão giận quá hóa cười, đến đây. Lần này lão phu chấp cậu một tay. Nếu như cậu có thể làm cho lão phu lùi nửa bước, lão phu sẽ bái cậu làm sư phụ. Nửa bước.
Diệp Huyên đột nhiên chém về phía trước. Ông lão cười khẩy, phất tay áo một cái. Cái phất tay này khiến đường ánh kiếm đó của Diệp Huyên lập tức vỡ vụn, nhưng đúng vào lúc này, hai đường ánh kiếm bất thình lình lướt qua hai bên người ông lão. Mặt ông lão không chút cảm xúc, tay phải vung sang hai bên, trong chớp mắt hai đường ánh kiếm trực tiếp vỡ nát. Ông ta nhìn Diệp Huyên, đang định nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt ông ta thay đổi, ảo cảnh. Vừa dứt lời, chân phải của ông ta nhẹ nhàng dậm xuống, một dải ánh kiếm tóe lên từ dưới chân ông ta. Ầm. Nơi đây chợt vang lên tiếng nổ vang dội, trước mặt ông ta, một đường ánh kiếm cứ âm thầm mà vỡ vụn. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, đang định nói thì sắc mặt ông ta lại thay đổi lần nữa, vẫn là ảo cảnh. Vừa dứt lời, tay ông ta cũng nhẹ nhàng vạch ra một đường. Xì. Không gian trước mặt ông ta lập tức bị xé rách, nhưng trong giây lát không gian đó lại khôi phục lại. Ông lão nhìn bốn phía xung quanh, hơi cau mày lại, vẫn là ảo cảnh. Nói xong, ông ta lùi về sau một bước. Vừa lùi một bước thì một đường ánh kiếm lặng lẽ xuất hiện. Ông lão giơ tay đánh ra một chưởng. Ầm ầm. Không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ, nhưng trong phút chốc lại khôi phục như bình thường. Ông lão ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, lúc này khóe miệng Diệp Huyên đã từ từ chảy ra một vệt máu tươi. Vẻ mặt của Diệp Huyên vô cùng nghiêm nghị. Ba tầng cảnh trong mơ, toàn bộ đều bị ông lão này phá giải. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, cậu kết hợp ảo cảnh với kiếm đạo. Chương 1325. Diệp Huyên trầm giọng nói, tại sao tiền bối phát hiện ra đây là ba tầng ảo cảnh? Ông lão lạnh lùng nói, lão phu là kiếm tu, nếu như bị ảo cảnh mê hoặc, vậy còn tính gì là kiếm tu nữa? Kiếm tu? Diệp Huyên gượng cười, thật sự kiếm tu bình thường đạt đến tâm cảnh, thông minh cảnh, đương nhiên sẽ khắc chế ảo cảnh. Không đúng. Dường như Diệp Huyên nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn về phía ông lão tiền bối, ông nói thật đi, ở kiếm tông này có thể có bao nhiêu người coi thường ảo cảnh của ta? Ông lão trầm ngâm một lát rồi nói, không quá bốn người. Không quá bốn người. Nghe thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên cũng được thả lòng. Nếu như cứu tu đều có thể phá vỡ mộng cảnh này, vậy thì đạo tắc mộng chẳng phải là quá mất giá rồi sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên, phi kiếm của cậu cộng với ảo cảnh của cậu. Diệp Huyên vội vàng nói, có phải rất tuyệt không? Ông lão không chút cảm xúc, rất tệ. Vẻ mặt của Diệp Huyên cứng ngắc lại. Ông lão lạnh lùng nói, không phục sao? Diệp Huyên gật đầu, không phục. Ông lão nói, cậu biết kém ở đâu không? Diệp Huyên lắc đầu. Ông lão nói, kém ở kiếm của cậu. Diệp Huyên trầm giọng nói, vẫn mong tiền bối chỉ giáo. Ông lão đi đến trước mặt Diệp Huyên, sức mạnh và tốc độ của thanh kiếm dường như đã đạt đến cực hạn hiện tại của cậu. Không thể không nói, điều này khiến ta rất bất ngờ. Nhưng cậu quá chú trọng đến sức mạnh và tốc độ, trái lại đã bỏ quên một thứ quan trọng nhất. Diệp Huyên hỏi, là gì? Ông lão nhẹ nhàng nói, ý cảnh. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, tốc độ và sức mạnh của ta chưa chắc đã nhanh hơn cậu. Nhưng ý cảnh của ta cao hơn cậu rất nhiều. Vì vậy, dù tốc độ và sức mạnh của cậu có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không đe dọa quá lớn đối với ta. Trừ phi cậu đạt đến một loại sức mạnh tuyệt đối, mà loại đó cũng cần ý cảnh chống đỡ. Chương 1326, gây chuyện. Diệp Huyên trầm ngâm một lát. Sau đó nói, vẫn mong tiền bối chỉ dạy. Ông lão khẽ gật đầu rồi chỉ vào vườn rau nơi xa xa, trước tiên hãy đem rau của lão phu đi trồng đi. Trồng rau. Diệp Huyên thật sự bắt đầu trồng rau. Hưng phấn. Lúc này Diệp Huyên vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục cũng biết được khuyết điểm của mình ở đâu. Sức mạnh. Tốc độ. Về hai điều này. Hắn quả thực đã đạt đến giới hạn hiện tại của mình. Nhưng, giống như ông lão nói, về mặt ý cảnh, hắn bây giờ vẫn mới chỉ bắt đầu. Bên kia, ông lão nhìn Diệp Huyên, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Thực lực của Diệp Huyên vượt qua dự đoán của ông ta. Đặc biệt là ảo ảnh cộng với phi kiếm của Diệp Huyên dường như có thể lập tức giết chết tạo hóa cảnh.
nếu dùng để đánh lén, vậy thì hiệu quả càng cao. Là hạt giống tốt. Ông lão ngầm gật đầu, điều duy nhất làm ông ta không vừa lòng đó là tính tình của Diệp Huyên quá cứng đầu, lại kèm theo chút xảo quyệt. Điều này đối với kiếm đạo mà nói, cũng không có hại gì, nhưng với kiếm tông thì lại không phải chuyện tốt. Gây chuyện. Ngay từ lần đầu tiên nhìn Diệp Huyên, ông ta đã biết hắn tuyệt đối là một người có thể gây rắc rối. Lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên nói, tiền bối, ta có câu hỏi. Ông lão nhìn Diệp Huyên, câu hỏi gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ông vừa rồi lùi một bước. Ông lão. Diệp Huyên đang muốn nói, ông lão đột nhiên nói, sao? Cậu có vấn đề, chúng ta tiếp tục đấu. Đấu theo kiểu phân sống chết. Chương 1327. Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há mồm, ông lão này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Ha ha. Lúc này, trong tháp giới ngục, đế khuyển đột nhiên cười to, rốt cục có người không biết xấu hổ hơn ngươi rồi. Diệp Huyên. Ông lão đến trước mặt Diệp Huyên, còn có vấn đề không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không không, không có vấn đề. Ông lão hừ lạnh một tiếng, vậy còn không mau trồng rau. Diệp Huyên hỏi, trồng rau xong, tiền bối có thể dạy ta. Ông lão bực tức nói, ở đâu ra nhiều lời thừa như thế, nhanh lên. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, vâng vâng. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Ông lão nhíu mày, cậu lại làm sao vậy? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, tiền bối có điều không biết. Ta lúc trước muốn rời khỏi kiếm tông, thực ra lý do thật sự là bởi vì trước khi ta đến, có một vài kẻ thù, bọn chúng ham muốn có được bảo bối trên người ta. Ta sợ sẽ liên lụy tới kiếm tông. Kẻ thù. Ông lão nhìn Diệp Huyên, cậu có kẻ thù, ta ngược lại thấy rất bình thường, chỉ là, những kẻ thù đó cậu đều không đánh thắng được. Diệp Huyên gật đầu, không đánh thắng được, bọn họ nhiều người, ta đánh không lại. Ông lão nói bằng giọng lạnh lùng, cậu yên tâm, hiện tại cậu ở kiếm tông, lại đi theo ta, mặc kệ cậu có kẻ thù gì, lão phu thay cậu chống đỡ. Diệp Huyên cũng lại thở dài, tiền bối có điều không biết, kẻ thù của ta đều rất lợi hại, tiền bối ông. Ông lão tức giận nói, lão phu nói thay cậu chống đỡ thì sẽ thay cậu chống đỡ, cậu sao lại giống như đàn bà vậy? Diệp Huyên vội vàng nói, vâng vâng, tiền bối nói chống đỡ là chống đỡ. Nói xong, hắn bắt đầu trồng rau. Đừng nói, hắn cũng khá là giỏi trồng rau, bởi vì từ nhỏ lúc ở nhà họ Diệp, việc gì hắn cũng đã làm qua. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên, lại nói, tại tinh vực chư thiên này, kiếm tông chúng ta đã từng sợ ai? Nếu mấy kẻ thù của cậu thức thời thì tốt nhất vĩnh viễn đừng đến Thần Vũ Thành, nếu như dám đến, lão phu dùng một bàn tay bóp chết bọn họ. Chương 1328, lấy ơn báo oán. Diệp Huyên vội vàng nói, đúng đúng, tiền bối dùng một bàn tay bóp chết bọn họ. Ông lão nói, trồng rau cho tốt, lão phu đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Ông lão đi rồi, Diệp Huyên ngồi dưới đất, đế khuyển huynh, thực lực của ông lão vừa rồi thế nào? Đế khuyển trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, sâu không lường được. Sâu không lường được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ông lão có thể dùng ngón tay kẹp phi kiếm của hắn, thực lực như vậy đã có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, không thể không nói, kiếm tông này quả thật là ngọa hổ tàng long. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Diệp Huyên dần trầm xuống. Tinh chủ. Bàn tay tội ác đứng sau cuộc tấn công quy mô lớn vào tinh vực vị ương này. Đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Trong số mấy người đến đuổi giết hắn lần này, khẳng định có người do tinh chủ phái tới. Trở nên mạnh mẽ. Lần này, hắn không muốn ở thế bị động nữa. Đúng lúc này, ông lão đã trở lại. Ông lão bấm tay một chút, một cái lệnh bài dừng ở trước mặt Diệp Huyên, từ giờ trở đi, cậu chính thức là đệ tử của kiếm tông ta. Diệp Huyên. Ông lão ngồi lên một chiếc ghế gỗ trước mặt Diệp Huyên, đồng môn có cạnh tranh, nhưng chỉ cho phép cạnh tranh lành mạnh. Cậu có thực lực, vị trí tông chủ, cậu cũng có thể ngồi. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhớ lấy,
nếu một tông môn không đoàn kết, như vậy nó sẽ sớm bị diệt vong. Cậu bây giờ là đệ tử của kiếm tông, có trách nhiệm giữ gìn sự đoàn kết của kiếm tông, hiểu chưa? Diệp Huyên lắc đầu, chỉ cần người khác không nhằm vào ta, ta bảo đảm sẽ không gây chuyện. Đương nhiên, nếu ai muốn cho ta chết, hoặc là ngầm giở trò với ta, ta nhất định giết chết hắn. Ông lão nhìn Diệp Huyên vẫn không sợ hãi. Lấy ơn báo oán. Không. Diệp Huyên hắn thích lấy ơn trả ơn, lấy oán báo oán. Chương 1329, ta cũng muốn học cả phái ý thức. Ông lão lắc đầu, trên người cậu có thái độ thù địch, điều này đối với cậu mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyên trầm mặc. Ông lão lại nói, trừ cái đó ra, kiếm của cậu còn có một khuyết điểm chí mạng. Diệp Huyên nói, mong tiền bối chỉ giáo. Ông lão nói kiếm, quả thật chú trọng tốc độ và sức mạnh, tại phương diện này, trong thế hệ trẻ kiếm tông, cậu có thể coi là người nổi bật. Nhưng mà, kiếm không đơn giản chỉ có tốc độ và sức mạnh. Tốc độ và sức mạnh của cậu bây giờ thuộc phái, hình thức. Phái hình thức. Diệp Huyên nhíu mày, có nghĩa là gì? Ông lão nói, trên tạo hóa cảnh là đạo cảnh cao thủ, cái gọi là đạo cảnh cao thủ chính là ngộ đạo, mà, đạo ta không thể giải rõ ràng với cậu. Nói đến đây, hắn hơi ngừng một chút, lại nói, hiện nay ở tinh vực này, cao thủ chia làm ba loại, loại thứ nhất là, phái ý thức, loại thứ hai là, phái cảnh giới, loại thứ ba là, phái siêu hình thức. Diệp Huyên hỏi, phái siêu hình thức, ý là gì? Ông lão nhìn Diệp Huyên, cậu hiện tại thuộc loại phái hình thức, bởi vì cậu chú trọng sức mạnh và tốc độ, nhưng sức mạnh và tốc độ này của cậu chỉ đạt tới giới hạn của chính cậu, vẫn chưa đạt tới giới hạn của thế giới này. Diệp Huyên trầm giọng nói cách khác, ta có thể nhanh hơn, đúng không? Ông lão gật đầu, có điều, cậu nếu còn muốn tăng lên, vô cùng khó. Diệp Huyên cung kính hành lễ, mong tiền bối dạy ta. Ông lão im lặng một lát, sau đó lại nói, cậu muốn chuyên tâm vào phái siêu hình thức. Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng muốn học cả phái ý thức. Ông lão nhìn Diệp Huyên, trái tim cậu thật lớn, nhưng mà không lớn cũng không được, nếu chỉ chuyên tâm phái hình thức, khi gặp phải phái ý thức, sẽ chịu thiệt. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, ba loại trường phái này, loại nào mạnh hơn? Ông lão lắc đầu, nhìn người, đi. Ta đưa cậu đi gặp một người. Chương 1330, tiền bối, ta không làm loạn. Nói xong, ông ta đứng dậy, nhưng như nghĩ đến cái gì, mắt nhìn thẳng Diệp Huyên, nhóc con, ta không hiểu rõ về tính cách và con người cậu, nhưng, lão phu cảm thấy cậu là một mầm giống tốt, đáng để bồi dưỡng, nhưng mà, ta không hy vọng lão phu lại bồi dưỡng ra một tai họa cho kiếm tông. Diệp Huyên trầm mặc một lát, cười nói, tiền bối. Ta đã giết không ít người, nhưng cũng không sẽ chủ động đi giết người lung tung. Đương nhiên, ta biết tiền bối lo lắng cái gì, như vậy đi, ta bảo đảm, tuyệt đối không tranh giành cái gì mà vị trí tông chủ kiếm tông. Ông lão tức giận nói, cậu có thực lực vì sao lại không tranh? Chẳng lẽ để cho mấy đồ ăn hại thượng vị sao? Diệp Huyên. Ông lão thấp giọng thở dài, tiểu tử, không phải là lão phu nhiều lời, chủ yếu là rất nhiều lúc. Một tông môn thường thường là bởi vì nội bộ mà diệt vong. Tiểu tử cậu có thiên phú dị bẩm, ngày sau nếu làm loạn trong kiếm tông. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta không làm loạn, thật đó. Ông lão lắc đầu, cậu càng nói như vậy, trong lòng ta lại càng hoảng. Diệp Huyên. Ông lão nói, đi thôi, dẫn cậu đi gặp một cao thủ phái siêu hình thức chân chính. Nói xong. Ông ta xoay người đi khỏi cách đó không xa. Diệp Huyên vội vàng đi theo. Trên đường, đế khuyển trong tháp giới ngục đột nhiên nói, tiểu tử, người nhất định sẽ làm loạn. Diệp Huyên tối sầm mặt, đế khuyển huynh, người có ý gì? Đế khuyển nói, tiểu tử, cậu tự nghĩ đi, cậu từ trước tới nay, có phải đi đến một chỗ, là loạn một chỗ? Diệp Huyên. Chỉ chốc lát. Ông lão dẫn Diệp Huyên đến một lò rèn sắt trong thần Vũ Thành. Trước lò rèn sắt, một người đàn ông vạm vỡ đang cầm búa sắt điên cuồng dập vào binh khí trong tay. Người đàn ông vạm vỡ nhìn thấy ông lão đến, cười lạnh, ui cha, cơn gió nào thổi cái người già không chết này tới đây.
Ông lão đi đến trước thợ rèn, sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, bái sư. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó việc vàng cung kính hành lễ với người đàn ông vạm vỡ kia, đồ đệ Diệp Huyên, bái kiến sư phụ. Người đàn ông vạm vỡ trợn mắt há mồm. Chương 1331, kiếm không thể tiến nửa bước. Lúc này, ông nói, Trần thợ rèn, ta không đủ thú vị, lần này ta gặp được một mầm giống tốt, cho nên đặc biệt dẫn đến đây cho ông xem, thật sự rất tốt, tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Diệp Huyên. Trần thợ rèn nhìn thoáng qua ông lão điên, từ lúc nào ra mặt ông trở nên dày như vậy? Ông lão trầm giọng nói, lão Trần, ta biết ông không bao lâu sau sẽ rời đi, ông sẽ không muốn những gì một đời này học được đều bỏ lại chỗ này. Trần thợ rèn lắc đầu, không muốn. Nói xong, ông tiếp tục rèn sắt. Ông lão nói bằng giọng lạnh lùng, chúng ta đi. Nói xong, ông xoay người bước đi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó vội vàng theo sau. Mà đúng lúc này, ông lão lại dừng lại, ông ta xoay người nhìn về phía Trần thợ rèn, đánh hắn. Diệp Huyên sửng sốt. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đánh hắn, đánh đến chết. Diệp Huyên không do dự, hắn quay đầu nhìn về phía Trần thợ rèn kia, ngay sau đó, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần thợ rèn, nhưng mà, hai thanh phi kiếm này vừa đến trước mặt Trần thợ rèn liền biến mất không một tiếng động. Cùng lúc đó, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, rút kiếm chém. Suy! Một kiếm chém xuống, chém một nhát vào không khí. Xa xa, trong tay thợ rèn có thêm một nhúm tóc. Thợ rèn nhìn Diệp Huyên, ngón tay buông ra, nhúm tóc kia chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyên trầm mặc. Mà đúng lúc này, sắc mặt thợ rèn kia đột nhiên biến đổi, cũng không thấy ông ra tay mà không gian chung quanh đột nhiên nổ tung, nhưng trong giây lát lại khôi phục bình thường. Lúc này, một thanh kiếm ở vị trí cách chân mày thợ rèn vài thốn. Kiếm không thể tiến nửa bước. Bởi vì ngón tay của thợ rèn kẹp chặt lấy kiếm của Diệp Huyên. Lúc này, thợ rèn nghiêm túc quan sát Diệp Huyên, ảo cảnh cùng kiếm đạo kết hợp. Nói đến đây, ông lắc đầu, ta sẽ không thu cậu, bởi vì ta đã gặp được người tốt hơn cậu. Chương 1332. Nói xong, ông xoay người tiếp tục đi rèn sắt. Ông lão ra hiệu cho Diệp Huyên lại lắc đầu cười, tiền bối, chúng ta đi thôi. Ông lão nhìn Diệp Huyên, hắn cười nói, ta khát vọng trở nên mạnh mẽ. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không đi cầu xin người khác. Nói xong, hắn nhìn qua thợ rèn cách đó không xa, cho ta thời gian một năm, ta tuyệt đối sẽ không kém hơn so với bất kỳ người nào. Cầu xin người khác ư? Diệp Huyên muốn trở nên mạnh hơn nữa, nhưng như đã nói, hắn tuyệt đối sẽ không cầu xin ai, bởi vì tôn nghiêm quan trọng hơn sức mạnh. Nếu người khác vừa mắt hắn thì tốt, hắn cũng sẽ tôn trọng đối phương. Nếu người khác xem thường hắn thì cũng không sao cả, vì cuối cùng ai cũng phải tự dựa vào bản thân. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, một tia tán thưởng vụt qua đáy mắt ông lão, chúng ta đi. Khi lão xoay người, Diệp Huyên cũng đuổi theo, hai người tiêu sái mà đi. Tay thợ rèn gần đó nhìn theo, không nói gì. Sau đó, một người thanh niên đi đến, nhìn theo phương hướng hai người kia rời đi, hỏi, sư phụ, họ là... Thợ rèn trầm giọng đáp, nhớ kỹ thiếu niên kia, về sau hắn có thể chính là đối thủ lớn nhất của ngươi. Thanh niên kinh ngạc, lại vội vã nhìn về phía xa. Sau khi Diệp Huyên theo ông lão trở về kiếm tông, hai người ngồi đối mặt trên đỉnh núi. Ông lão mở miệng, người ban nãy là thợ rèn họ Trần, là một trong những bậc thầy đứng đầu phái hình thức trong thần Vũ Thành, không, trong tinh vực này mới đúng. Tuy chỉ mới đến luân hồi cảnh nhưng tốc độ và sức mạnh của hắn lại vượt xa một vài cường giả đạo cảnh. Ngay cả ta cũng không bằng hắn trên hai phương diện này. Đôi mắt lão nhìn vào Diệp Huyên, nếu học cùng hắn, ngươi sẽ được lợi không nhỏ. Diệp Huyên chỉ cười, không sao cả, ta theo học phải ý thức với tiền bối trước vậy. Ông lão gật gù, ngươi không dùng hết sức khi giao thủ với ta, đúng không? Thấy hắn gật đầu. Lão hỏi, giữ lại bao nhiêu? Diệp Huyên suy nghĩ một chốc rồi đáp, 5 phần. Hắn không tung hết sức khi giao thủ cùng ông lão và thợ rèn họ Trần kia. Đó là chưa kể đến thần cấp vương tọa,
kiếm chấn hồn và kiếm thần vương, ba bảo vật có thể giúp hắn đánh một trận sinh tử. Chương 1333, tốc độ không kém phi kiếm của hắn là bao. Ông lão nhìn hắn thật sâu, tiểu tử ngươi không phải người thường, nhưng lão phu cũng không có hứng điều tra lai lịch, ngươi chỉ cần biết bây giờ ngươi là đệ tử kiếm tông là được. Diệp Huyên gật đầu, Diệp Huyên ta không phải kẻ ăn cháo đá bát, càng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Vậy là đủ rồi, ông lão cười rồi đứng dậy, ta không có gì để dạy ngươi về tốc độ và sức mạnh, ta chỉ dạy kiếm ý và ý cảnh. Chúng ta bắt đầu với kiếm ý trước, thả nó ra. Diệp Huyên gật đầu rồi thả kiếm ý thiện ác của mình ra. Ông lão nhíu mày, đây là hai loại kiếm ý. Diệp Huyên gật đầu. Lão khẽ thốt lên, hiếm thấy. Bình thường ngươi dùng nó thế nào? Dùng thế nào ư? Diệp Huyên sửng sốt. Hắn sử dụng nó thế nào nhỉ? Hình như chỉ dùng nó để tăng cường cho kiếm khí mà thôi. Ông lão bỗng nói, kiếm đạo, kiếm đạo. Kiếm ý và ý cảnh là hai thứ cực kỳ quan trọng, đặc biệt là kiếm ý này. Nó đại diện cho kiếm đạo của ngươi, nếu có thể khai phá thì uy lực sẽ kinh khủng vô cùng. Diệp Huyên vội vàng hỏi, làm sao để khai phá nó? Lòng tin, kiếm ý chính là lòng tin vào kiếm đạo của ngươi. Nghe lão nói vậy, Diệp Huyên lắc đầu, ta vẫn chưa rõ. Ông lão khép những ngón tay lại, Diệp Huyên nhìn thấy một thanh khí kiếm xuất hiện trên đầu ngón tay lão. Một khắc sau, nó bỗng phóng vút đi, biến thành một bóng mờ. Tốc độ không kém phi kiếm của hắn là bao? Ông lão lên tiếng, đây là tốc độ bình thường khi dùng kiếm của ta, bây giờ nhìn đây. Nói rồi lão lại khép tay, gọi một thanh khí kiếm khác ra. Một khắc sau, lão đưa tay về trước. Kiếm bắn ra. Vù. Tốc độ không hơn lần đầu bao nhiêu nhưng lại mang theo một thứ gì đó không nói được. Đó là kiếm ý, mấy chữ này nảy ra trong đầu Diệp Huyên. Chương 1334, sở hữu sinh mệnh. Thấy hắn nhìn sang, ông lão gật đầu, chính là kiếm ý. Có nó thêm vào, thanh kiếm này không khác gì sở hữu được sinh mệnh. Sở hữu sinh mệnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ý tiền bối là. Ông lão nhìn hắn, kiếm tu, không chỉ tu tâm mà còn tu kiếm. Kiếm có thể hiểu ý người, nhưng kiếm của ngươi bây giờ vẫn còn là vật chết, không có linh hồn của chính mình. Kiếm cao cấp có kiếm linh, vậy. Ông lão ngắt lời hắn, trong tay kiếm tu chân chính, một que củi tầm thường cũng có thể lợi hại như một thanh kiếm. Hơn nữa nếu nắm kiếm cao cấp trong tay, người tự tin có thể phát huy được sức mạnh chân chính của chúng sao? Diệp Huyên im lặng. Trong tay hắn có hai thanh kiếm, chấn hồn và thần vương, vậy mà hiện giờ hắn còn không thể phát huy toàn bộ uy lực của chấn hồn. Ông lão lại nói, điểm mạnh nhất của một kiếm tu là có thể ban sinh mệnh cho kiếm. Điểm mạnh nhất của kiếm là trở nên bất phàm bởi người. Chương 1335, người cũng muốn nó. Ông lão thi lễ trước bức tượng rồi đi vào điện. Vừa bước một chân qua bệ cửa, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện. Đây chính là tông chủ đương nhiệm của kiếm tông Lý Huyền Phong. Ông ta mỉm cười nhìn ông lão, nghe nói sư thúc vừa thu đồ đệ. Lão nhàn nhạt nói, thế nào? Không được à? Tông chủ lắc đầu, không phải vậy. Chỉ là nếu sư thúc thu hắn làm đồ đệ, vậy chẳng phải hắn sẽ đồng lứa với chúng con. Chuyện này, chẳng lẽ không được, ông lão lạnh lùng hỏi. Lý Huyền Phong chỉ lắc đầu cười khổ. Ông lão ngồi xuống, nói tiểu tử kia không tệ, bằng không ta đã không nhận. Lý Huyền Phong gật gù, người được sư thúc xem trọng tất nhiên không thể kém cỏi. Ông lão nhìn thẳng vào ông ta, người đang cho người giám thị hắn. Thấy đối phương không đáp, lão lại hỏi, vì sao? Lý Huyền Phong trầm giọng đáp, sư thúc có điều không biết, người này không đơn giản. Hắn đến từ tinh vực Vị Ương, trên người có món bảo vật kia. Bảo vật gì, ông lão nhíu mày. Món bảo vật đứng đầu bảng treo thưởng trên tinh tế. Chân mày ông lão nhíu lại càng sâu. Lý Huyền Phong khẽ nói, bảo vật ấy, theo lời đồn, nó không phải là vật tứ duy. Người nào có được có thể dùng nó để tiến vào ngũ duy. Ông lão nhìn sang, người cũng muốn nó. Thấy ông ta im lặng,
Lão gằn giọng nói, tứ duy còn chưa thấu hiểu, người muốn đi ngũ duy làm gì? Tìm chết à? Sư thúc à, Lý Huyền Phong cười khổ, đây là cơ hội ngàn vàng với chúng ta. Cơ hội gì chứ? Kiếm tông chúng ta đã ở lại thần Vũ Thành này quá lâu rồi. Ông lão không khỏi lắc đầu thở dài, dã tâm của ngươi cũng lớn hệt như sư phụ ngươi vậy. Nhưng hai ngươi có còn nhớ tổ sư năm ấy đã răn dạy gì không? Không tham gia tranh đấu thế tục, cũng nhờ vào đó, cho dù chư thiên tinh vực có biến động thế nào, kiếm tông chúng ta vẫn sừng sững. Chương 1336, ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ. Lý Huyền Phong cũng trầm giọng nói, nhưng thời thế thay đổi rồi, sư thúc. Ngài nhìn tinh chủ ngoài kia đi, trước kia hắn chỉ nắm trong tay một thế lực còn con, vậy mà bây giờ hắn đã đứng đầu tinh vực này. Sức ảnh hưởng của kiếm tông ta đã không bằng họ nữa. Ông lão, thì thế nào? Chẳng lẽ chúng dám phạm vào chúng ta? Lý Huyền Phong lắc đầu, sư thúc, tâm nguyện của con và sư phụ là khiến kiếm tông vang danh toàn tinh vực, chấn hưng phái kiếm tu chúng ta. Ông lão cũng lắc đầu, kiếm tông bây giờ do các ngươi quản lý, lão phu không muốn nhiều lời. Nhưng tiểu tử kia đã được ta thu vào môn hạ, ngươi và sư phụ ngươi tốt nhất đừng dòm ngó đến nó. Khi lão xoay người đi, Lý Huyền Phong bỗng lên tiếng, sư thúc, đã có một vài cường giả bí ẩn xuất hiện khắp thần Vũ Thành, mục tiêu của họ đều là hắn. Ông lão không hề quay đầu lại, kiếm tông có thể không cần để ý. Nói xong lão đã biến mất. Trong điện, Lý Huyền Phong trầm lặng trong chốc lát rồi đi đến trước pho tượng kia, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên đã ngồi 2 giờ liền. Trong suốt thời gian đó, hắn không ngừng dùng kiếm ý bao phủ nhánh cây trong tay. Hắn đã từng xác định được kiếm đạo của mình, nhưng sau đó lại không hề có tiến bộ nào trên phương diện này. Kiếm vì người mà bất phàm là gì? Ngắm nghía nhánh cây trong tay, hắn rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, kiếm cũng như cá. Cá không có nước, cá ắt chết. Hắn biến sắc, ai? Một khắc sau, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi rịn ra trên trán. Giọng nói kia không đến từ bên ngoài mà là từ bên trong. Nó truyền ra từ tầng 6 của tháp giới ngục. Trên đó tỉnh rồi sao? Diệp Huyên sạ mặt đi. Đế hình ở tầng 5 đã nghịch thiên như vậy, tầng 6 còn phải kinh khủng đến thế nào nữa? Vô số kết cục chẳng có gì tốt đẹp nảy ra trong đầu hắn. Giọng nói kia lại vang lên, sợ cái gì? Ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ? Diệp Huyên nhếch mép, tiền bối tỉnh rồi ạ. Ừ, chương 1337, dùng kiếm ý của ngươi. Giọng nói nghe có vẻ khá ôn hòa, khiến trái tim còn treo trên cổ họng hắn thả lỏng được một chút. Vị kia tiếp tục, ngươi có thể xem kiếm như cá, còn bản thân là nước. Diệp Huyên không nói gì. Hắn đã hơi hơi hiểu được điều mà vị đại thần này muốn nói. Không thể chỉ dùng kiếm ý tăng cường kiếm, mà phải đưa kiếm ý dung nhập vào kiếm. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, thả kiếm ý ra bốn phương. Nhánh cây trong tay tức tốc chấn động. Dùng kiếm ý để lĩnh hội kiếm, dung nhập vào kiếm. Thời gian từng chút qua đi, sau một hồi lâu, nhánh cây khẳng khiu trong tay Diệp Huyên bỗng hóa thành một tia kiếm quang bay vút đi, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng. Khóe môi Diệp Huyên vểnh lên. Phi kiếm lần này hoàn toàn khác với trước kia, tựa như có thêm sinh mạng. Giọng nói từ tầng 6 tháp giới ngục lại vang lên, kiếm ý diễn sinh từ kiếm, cũng là kiếm đạo của ngươi, ngươi phải sử dụng nó cho tốt. Diệp Huyên gật đầu, hỏi tiền bối, làm sao để đề cao sức mạnh và tốc độ của phi kiếm? Thể xác hiện nay của ngươi chỉ có thể chịu đựng được như bây giờ thôi, vị ở tầng 6 đáp sau một hồi im lặng. Nói cách khác, ta phải cải thiện thể xác nếu muốn đề cao chúng. Vị kia đáp, đó là một cách, nhưng cũng còn cách khác. Là gì? Diệp Huyên vội vàng hỏi. Ngôn tình hay? Dùng kiếm ý của ngươi. Hắn nói, xin tiền bối chỉ dạy. Vị ở tầng thứ 6 nói, hiện giờ ngươi đang dùng gì để làm phi kiếm? Khí, Diệp Huyên đáp ngay lập tức. Ngươi cũng có thể ngưng tụ kiếm ý thành kiếm. Hắn nghe mà ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên mở tay ra,
một thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành xuất hiện. Suy nghĩ hắn vừa khẽ thay đổi, thanh kiếm kia đã phóng tít đi, chỉ trong nháy mắt đã bay được hơn nghìn trượng, khiến Diệp Huyên sửng sốt không thôi. Nhanh quá! Chương 1338, chớp mắt đã qua 10 ngày. Tốc độ này không chỉ nhanh hơn gấp đôi phi kiếm trước kia của hắn. Vị ở tầng 6 lại lên tiếng, kiếm do kiếm ý tạo thành giống như cánh tay của ngươi. Hơn nữa ý cảnh vô sắc vô hình, sức nặng càng ít, vì vậy tốc độ di chuyển trong không gian nhanh hơn khí. Dĩ nhiên, nếu ngươi vận dụng thích hợp thì sẽ càng nhanh nữa. Còn có thể nhanh nữa ư? Diệp Huyên lại tạo ra một thanh ý kiếm trong tay. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn điên cuồng tập luyện một chiêu này, quả nhiên trở nên nhanh hơn hệt như lời vị kia nói. Hai thanh kiếm đen trắng của hắn trước kia được tạo thành từ kiếm ý thêm khí, nhưng khi không dùng khí nữa, hắn phát hiện tốc độ của chúng càng nhanh hơn trước. Đến bấy giờ, hắn mới nhận ra mình đã bỏ bê và xem thường kiếm ý thế nào. Nhưng từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ bắt đầu chú trọng vào nó. Chớp mắt đã qua 10 ngày. Trên đỉnh núi, hai thanh phi kiếm nhào lượn dưới sự điều khiển của Diệp Huyên, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín chân trời trong tấm lưới đan bằng kiếm quang. Hắn xòe tay ra, hai thanh kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý ấy ngoan ngoãn rơi xuống. Khóe môi hắn cong lên, phi kiếm của hắn hiện giờ, sau khi thêm vào cả đạo tắc không gian, đã nhanh hơn trước 3 phần. Đừng xem thường con số này, tuy chỉ là 3 nhưng đồng nghĩa với việc sau này khi giao thủ với cường giả tạo hóa cảnh, cho dù không đánh lén cũng đảm bảo có thể hạ gục đối phương trong nháy mắt. Diệp Huyên thu kiếm về, nhìn quanh quất với vẻ hoài nghi. Dạo này hắn không hề thấy ông lão kia đến, vị tiểu sư thúc cũng chưa từng xuất hiện. Một chốc sau, hắn khẽ lắc đầu rồi nhấc chân đi xuống núi tìm Diệp Liên. Đến đây lâu như vậy rồi. Người hắn nhớ nhất chỉ có muội muội thôi, không biết con bé hiện giờ ra sao. Chốc lát sau, Diệp Huyên đặt chân đến võ viện. Nơi này tọa lạc ở Võ Thần Sơn phía Bắc Thần Vũ Thành, đối diện với Vọng Thiên Sơn của Kiếm Tông ở phía Nam. Pho tượng của một cô gái dưới chân núi khiến hắn không khỏi dừng bước. Võ Thần ư? Hắn chưa từng gặp Võ Thần, nhưng thật sự tò mò phải là người thế nào mới được gọi bằng danh hiệu ấy. Chương 1339, lỡ nó muốn giết thật. Như nghĩ đến gì đó, hắn chợt hỏi, tiền bối đã từng gặp Võ Thần chưa? Câu hỏi này tất nhiên dành cho đại thần tầng 6. Sau khoảng thời gian chung đụng vừa qua, hắn nhận ra vị này rất dễ ở chung, ít nhất là cho đến giờ. Đối phương đáp sau một hồi lặng im, từng gặp vài kẻ, nhưng đều là hữu danh vô thực, căn bản không xứng với hai chữ ấy. Diệp Huyên cười hỏi, tiền bối à, vị ở tầng 5 nói với ta ngài không thuộc về tứ duy, vậy là ngũ duy sao? Người đang nói đến tên dùng dạng linh hồn tiến vào chỗ ta sao? Chính là người đó. Đại thần cười đáp, thật ra hắn cũng lợi hại đấy, nếu không phải bị tháp này nhốt lại nhiều năm, khiến sức mạnh sói mòn. Nhưng tất nhiên, có lợi hại đến mấy cũng không địch lại vị kiếm tu kia. Vị kiếm tu khoác áo màu mây trắng kia ư? Diệp Huyên tất nhiên vẫn còn ấn tượng với người này, bởi vì thực lực của đối phương mạnh vô cùng, có lẽ ngang hàng với cô gái váy trắng. Đại thần tầng 6 nói tiếp, lai lịch của ta thì có nói ngươi cũng không biết. Điều ngươi nên bận tâm không phải là những kẻ bị giam giữ như chúng ta, mà là bản thân tòa tháp này kia kìa. Tòa tháp này ư? Diệp Huyên có chút khó hiểu, tiền bối có ý gì? Đối phương đáp, tòa tháp này nhận ngươi làm chủ không phải thật sự vì ngươi mà là vì cô gái kia, có đúng không? Diệp Huyên không đáp. Hắn vẫn còn nhớ đại thần tầng 2 từng nói tháp giới ngục nhận hắn làm chủ là để nịnh bợ cô gái váy trắng. Đại thần tầng 6 tiếp tục, nó không thật lòng xem ngươi là chủ nhân, nên một khi vết thương được chữa lành, ngươi nghĩ nó còn chịu đi theo ngươi sao? Diệp Huyên thấp giọng nói, cho dù không theo ta nữa cũng không đến mức muốn giết ta chứ. Lỡ nó muốn giết thật. Chắc không đến nỗi vậy đâu. Vật này thuộc về ngũ duy, chủ nhân của nó cao cường mạnh mẽ bao nhiêu, mà ngươi hiện tại. Ta không có ý xem thường, nhưng hiện tại ngươi yếu đến nỗi ta không biết dùng từ gì để miêu tả. Diệp Huyên đen cả mặt,
tự hỏi người này không biết nói giảm nói tránh là gì à? Chương 1340, có chuyện gì mà ầm ĩ tại đây? Đại thần tiếp lời, dĩ nhiên bản thân ngươi cũng kỳ quặc. Ít nhất đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao chủ nhân của hai thanh kiếm trên đỉnh tháp kia lại liên tục giúp đỡ ngươi. Có khi có chỗ dựa cũng là một loại thực lực nhỉ. Mặt Diệp Huyên càng âm u hơn. Người này quả thật đang chửi xéo hắn. Diệp Huyên quyết định không tiếp tục trò chuyện nữa mà đi về phía võ viện. Khi hắn đến trước thềm đá, một gã thanh niên bỗng xuất hiện trước mặt. Ánh mắt gã tập trung vào vai phải hắn, đôi mày nhíu lại, ngươi là kiếm tu. Thấy Diệp Huyên gật đầu, gã lạnh lùng thốt lên, kiếm tu đến võ viện ta làm gì? Hắn mỉm cười, vị huynh đệ này, muội muội ta đang ở đây, ta đến tìm con bé. Muội muội ngươi, đôi mày gã thanh niên vẫn không giãn ra, tên gì? Diệp Liên, và cả hai người bạn của ta, An Lan Tú và Liên Vạn Lý nữa. Đối phương lập tức sửng sốt, người nói Diệp Liên là muội muội ngươi, An Lan Tú và Liên Vạn Lý là bạn ngươi. Đúng vậy. Diệp Huyên vừa gật đầu, gã thanh niên đã quát ầm lên, thứ kiếm tu vô liêm sỉ. Dám bịa ra cái cớ rách nát để theo đuổi nữ thần võ viện chúng ta. Cút ngay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Huyên trợn mắt há mồm, cái quái gì thế này? Thấy hắn vẫn còn đứng đó, gã thanh niên cau mày, còn chưa cút. Huynh đệ à, Diệp Huyên ngập ngừng. Huynh đệ gì với ngươi? Ta nói cho ngươi biết, còn sớ dỡ ở đây để các học trưởng thấy thì có muốn đi cũng đi không được. Diệp Huyên không nói gì. Võ viện và kiếm tông đã gay gắt như nước với lửa thế này rồi sao? Mà nhóm Diệp Liên đều đang ở tại võ viện, càng khiến hắn khó xử vô cùng. Có chuyện gì mà ầm ĩ tại đây? Một giọng nói vọng đến từ phía sau gã thanh niên. Diệp Huyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái đi đến. Nàng ta khoảng 20 tuổi, vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc váy hoa nhí xinh đẹp, suối tóc đen đổ xuống trên đầu vai đến động lòng người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.